Sao Chúa. Amen. Lạy Đức Chúa Trời, Cha yêu dấu của chúng con, cảm ơn Cha mỗi ngày Cha nuôi dưỡng chúng con bởi lời sự sống của Ngài, bởi huyết của Chúa Giêsu con yêu của Cha, Chúa Giêsu Christ. Mỗi ngày chúng con ăn Ngài, chúng con ăn lời của Ngài. Lời là bánh sự sống để nuôi dưỡng linh hồn của chúng con. Mỗi ngày chúng con ăn mau chóng lớn, chúng con lớn lên, chúng con được trưởng thành trong sự nên thánh. Để chúng con mỗi ngày, để ngày càng nhận biết ý muốn của Cha càng rõ ràng trên đời sống của con hơn. Cảm ơn Chúa là đứng hằng chăm sóc linh hồn chúng con, dẫn dắt chúng con trong sự trật tự của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, Ngài đã tiền định cho từng anh chị em của chúng con và con đây từ trước muôn đời trong Chúa Giêsu Christ. Ngài đã chọn chúng con bởi tình yêu và sự thương xót của Cha, để trước mặt Cha chúng con trở nên tinh tuyền thánh thiện. Nhờ tình yêu thương của Cha, sự rộng rãi của Cha, sự ban ơn của Cha, nhờ ân điển của Cha, tất cả mọi sự là bởi Cha, trong Cha, ngoài, qua Cha, và tất cả là bởi Chúa. Cảm ơn Chúa, tất cả mọi sự Chúa đã sắm sẵn cho chúng con trên đất này, để chúng con tận dụng hết tất cả về tài năng của chúng con, sức khỏe, cũng như những gì Chúa cho chúng con, để chúng con làm sinh lợi ra cho Ngài, làm lợi ích ra cho Ngài, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa cho chúng con tập tành trong những việc nhỏ nhất, để những ngày trong khi việc nhỏ nhất chúng con trung tín, thì Ngài cũng sẽ giao phó cho chúng con những công việc lớn hơn và lớn hơn nữa. Cho con cảm tạ người khen Chúa, nguyện Thánh Linh của Ngài hằng tuôn chảy trong lòng của chúng con, để chúng con khao khát và dạt dào tình yêu của Ngài mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút tan chảy trong lòng của chúng con, để dù làm bất cứ việc gì chúng con cũng được nghe tiếng của Chúa để dẫn dắt chúng con trên đời sống của chúng con, để chúng con không đi chặt ý muốn của Ngài mà đi theo đúng theo lời của Chúa và đúng theo ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng con. Và nguyện Chúa ngày chúc lành chúc phúc cho chúng con buổi học hôm nay, để tâm trí của chúng con luôn nguyện lấy những gì mà Ngài dạy dỗ cho chúng con buổi sáng hôm nay. Cảm tạ Chúa, và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn em Thủy. Nên đã cầu nguyện cho em Thủy sau nhé. Đại chị Hương và cầu nguyện nữa. Yeah. Amen. 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 Ngày 33 phút. Ghi âm rồi đúng không? Ghi rồi đúng không? Ghi rồi ạ. Vâng, cảm ơn. Ghi rồi ạ. Chúng ta đã học xong lần trước là bài thần Đức Giê-hô-va rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục bài đó là thần sự khôn sáng, thần khôn ngoan ấy. Thì tiếng Nga cái từ primutrus nó hơn cả cái từ mutrus anh chị ạ. Pre là vượt trội đấy, là khôn ngoan nhé. Nhưng tiếng Nga nó từ là mutrus là khôn ngoan này, nhưng primutrus đấy, mà trong đây này chính cái thần nói trong đây này, thần khôn ngoan đây này, nhưng mà không phải cái từ mutrus là cái từ khôn ngoan mà hay dùng đâu, mà primutrus dịch ra tiếng Việt thì vẫn là khôn ngoan. Thế nhưng mà tiếng Nga thì nghĩa nó khác một chút anh chị ạ, bởi vì nó có thêm cái đứng ở đầu, gọi là gì nhỉ, cái tố đứng ở đầu đấy, gọi là đầu từ ấy, pre là vượt trội đấy, hơn cả sự khôn ngoan nữa. Tiếng Việt thì thế nào bây giờ? Anh nhìn thấy không? Premutrus không? Thấy không? Thần này, đúc là thần này, thấy không? Premutrus này, cái từ mutrus này, anh chị em để ý nhé, từ ba cái từ này, này, thấy không? Ba cái câu đầu pre này, pre hay là nói trước không? Trước hay là vượt trội? Đấy. Mutrus là sự khôn ngoan này, mutrus, anh chị em nhìn thấy.
Trong sách Truyền Đạo đoạn 10 câu 2. Trái tim của người khôn ngoan ở bên phải, trái tim kẻ ngu dại ở bên trái. Đấy, ngày xưa đọc cuốn kính này tôi bảo thế thì đúng rồi, thế mọi người đều ngu hết à, thế ai tim bên trái hết mà. Ai tim bên phải đâu. Tim của Thiến ở bên nào? Tim ở bên trái ạ, ở đầu bên trái ạ. Đúng không? Tim ở bên trái. À, nhưng chỗ này thì nói là trái tim của kẻ, trái tim của người người khôn ấy. Thì ở đây câu 10 đúng không? Đây này. Trái tim người khôn bên hữu là bên phải đấy, còn trái tim của dại ở bên tả. Thế mới là thế, nên mình cứ thấy câu này mình cứ thắc mắc, xong mình cứ cãi cọ còn ai cũng trái tim của người nào ở bên 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 trái mà, thế bây giờ làm gì có người nào mà tim bên phải thế nào? À, nhưng mà cái bản dịch khác đấy thì là nó là khác trái phải anh chị ạ, từ trái từ phải đây đấy có nghĩa là nói về sự công bình anh chị ạ, nói từ trái phải đấy, không nói là bên bên tả bên bên phải bên hữu theo kiểu vật lý đâu. Đấy, trái tim người bên người khôn đấy ở bên phải, tức là bên lẽ phải đấy, bên sự công bình anh chị ạ, còn trái tim của bên tiền ngu dại thì ở bên lẽ trái, sự bất công sự gian ác, nó nghĩa như thế. Nên chúng ta thấy đấy, sự khôn ngoan rất cần để mà điều hành cuộc sống ở trên trái đất này. Sự khôn ngoan của thế gian ấy thì nó rất ích kỷ, còn sự khôn ngoan của Chúa Trời ấy thì là dạy dỗ chúng ta làm sao có thể giúp được mọi người xung quanh chúng ta. Sự khôn ngoan chỉ có thể nhận được từ nơi Chúa thôi, sự khôn thật đấy, nhận từ nơi Chúa Trời thôi. Cái sự khôn ngoan của thế gian ấy thì nó rất ích kỷ, tại vì nó làm mọi sự là xung quanh nó hết mà, cái gì nó vòng xung quanh nó, tất cả mọi thứ ấy, nó cứ xoay xung quanh nó, tôi cho nó vì nó, tất cả mọi thứ ấy, cho nó đấy, ích kỷ ấy. Thế là ích kỷ trong hiểu thứ đúng không? Và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ấy thì lại là ban cho ban phát đấy. Thế tôi nói thêm nữa thôi. Khi mà chúng ta đến với Chúa thì để mà nhận sự khôn ngoan của Chúa Trời đấy, thì sự khôn ngoan của Chúa ban dạy cho chúng ta ấy làm thế nào để mà có thể đoạt được cả thế gian này về cho Chúa. Sự khôn ngoan của Chúa như vậy đấy. Làm sao có thể cứu được cả thế gian này, để mà giải quyết được các nan đề của mọi người trong xã hội này. Giải quyết là gì? Nghĩa là giải quyết tận gốc chứ. Để có thể thay đổi cuộc sống, cải thiện cuộc sống cho tốt hơn. Thế làm thế nào để cùng với Chúa mà xây dựng cuộc đời mới đấy, đi cùng với Chúa tay trong tay để mà làm cuộc đời mới. Trong Châm Ngôn đoạn 1 câu 7 có nói đấy, là khởi đầu sự khôn ngoan đó sự kính sợ Đức Chúa Trời, mà sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan đấy, còn kẻ ngu thì khinh lời thì sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.
Châm ngôn đoạn 1 câu 7. Thì chúng ta phải từ câu này chúng ta phải luôn tìm này. Sự khôn ngoan ấy chỉ có thể tìm thấy ở Đức Chúa Trời thôi. Như chúng ta có học rồi đúng không? Là sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan mà. Nên là làm sao? Chúng ta học rồi đấy. Làm sao anh chị em? Amen. Chỉ có kính sợ Chúa thì mới có khôn ngoan, còn nếu không có kính sợ Chúa thì không phải, đấy là khôn lỏi, đấy là khôn danh mãnh, đấy không phải khôn ngoan. Vì thế mà khi mà chúng ta cầu nguyện cho ai đó mà khôn ngoan đấy, tức là phải kính sợ Chúa đấy thì mới khôn ngoan được, còn không kính sợ Chúa thì không không có thể nó khôn ngoan được. Đấy là sự khôn, đấy là khôn khốn nạn nha, sự khôn đấy là khôn của thế gian, khôn ma quỷ, khôn xác thịt, như là trong sách có nói bốn loại khôn ngoan đấy mà chúng ta đã học nhiều bài trước đấy. Thì bài giảng trước rồi. Em nói không ngoan, chúng ta nói thêm đây nữa. Điểm thứ nhất là sự khôn ngoan chỉ tìm được Chúa Trời. Điểm thứ hai là mỗi một lỗi lầm đấy đều là bài học của sự khôn ngoan cả. Tức là cái bài học đấy nó sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi nào mà chúng ta coi như là tiếp thu được cái bài học đấy thôi. Chúng ta nhận được bài học đấy, chúng ta tiêu hóa được bài học đấy. Được chưa? Điểm thứ hai bán dạy như vậy. Ở đây thì chúng ta cũng phải tự phân bổ ra mình đấy. Tức là nhiều bài học đấy, nhiều lúc mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái sự sai lầm của mình đấy, thì cứ thế mà bị ăn đau đòn thôi. Cứ thế mà tiếp đi tiếp lại thôi. Nên phải khôn ngoan, phải thoát ra khỏi cái đấy. Nếu mà có cái chuyện gì mà mình cứ mãi mà không giải quyết nổi đấy, thì chứng tỏ là mình ngu dại đâu đấy. Nên cần khôn ngoan Chúa để thoát ra khỏi cái điểm đấy. Thì mỗi một cái bài học, mỗi một sự, chúng ta đây bà nói đây, mỗi một sự sai lầm đấy là bài học khôn ngoan mà. Nên là qua một cái sai lầm đấy, chúng ta phải rất rút ra bài học luôn, anh chị em ạ. Để mình thoải mái, để mình tự do lên trong đấy. Điểm thứ ba là bài học đấy nó sẽ lặp đi lặp lại cho khi nào mà bạn phải nhận được, bạn phải tiếp thu được. Điểm thứ tư, nếu như bạn mà không học ở trong những bài học dễ dàng thì cái bài học đấy nó càng trở lên càng khó khăn hơn. Bà nói khó nghe quá anh chị ạ, mà may cũng may có cái vở bài tập đây này, viết trên đây rồi thì chắc bà nói là bà giải thích đi thôi, còn các vở bài tập thì tôi dịch thẳng lên trên đây luôn chị ạ, đỡ phải dịch ra một vở. May quá, hay quá, có cái này thì đỡ mệt, đỡ phải mất thời gian nhiều hơn. Nhưng còn giải thích thì tôi sẽ giải thích trên cái nền tảng những cái điểm mà bà đang dạy nhé. Nếu mà bạn mà không học bài học dễ dàng đấy thì chúng sẽ trở nên khó khăn hơn. Đúng không Hiến? À, Hiến ơi, hiểu điều này không? Dạ. Có hiểu điều này không? Nếu như bài học dễ đấy mà mình không chịu học đấy, thì nó sẽ càng ngày trở nên khó khăn hơn nhé. Và... nếu học dễ mà mình không chịu học thì vẫn cái bài học đấy nó vẫn lặp lặp lại cho mình đấy, cho khi mình nhận được bài học đấy, điểm 3 đấy, điểm thứ ba đấy. Nhưng bài dễ mình không chịu học để vượt qua đấy thì các bài trả thi vẫn tiếp tục nặng hơn, khó hơn. Tương tự như anh chị em biết là thí dụ như là mình không chịu nộp bài này, hay không chịu nộp thuế này, không chịu nộp phạt này, đúng hạn này, thì sao? Thì phải nộp nặng hơn đúng không? Họ bắt phạt, có pen nha, có phạt phần trăm vào chỗ đấy, gấp bao nhiêu phần trăm đấy, hoặc là gấp đôi đấy, hoặc hơn nữa về chuyện phạt của mình. Cũng như nếu anh chị em mà thi STEM ở thi đâu đấy, thi mà trượt đấy, phải thi lại, thì mỗi lần thi lại đòi hỏi khó khăn hơn nữa. Thì tôi nhớ ngày xưa tôi học
trường chuyên Thành phố Hải Phòng này, sau đó là đi thi Đại học Hàng hải Hải Phòng này. Đấy, thì có mấy cậu thôi cùng với mình là thi được 26 điểm phẩy 5 điểm, cái thời đấy là khá cao rồi. Và thành ra là thủ khoa ba ba đứa thủ khoa, vì là 26 phẩy 5 điểm, ba ít nhất ba đứa thủ khoa. Nhưng có một cậu đấy là 27,5 anh chị em ạ. Thế mà cậu ấy không được đi nước ngoài. Bởi vì cậu ấy thi lại lần thứ ba. Mà theo luật của họ đấy thì mỗi lần thi lại đấy đều phải cộng thêm một điểm nữa. Thế mà điểm đi nước ngoài của trường Đại học Hàng hải lúc đó nó lấy là 25 điểm. Thì cậu thi lần thứ ba thì phải cộng thêm 3 điểm nữa thì mới đủ là 28 điểm. Đòi hỏi cậu là 28 điểm thì cậu mới được tiêu chuẩn đi nước ngoài. Thời đấy ở Việt Nam đấy là mọi người học trường phổ thông trung học học xong đấy, họ học chỉ để mục đích để đi nước ngoài thôi em, chẳng có ai thích ở Việt Nam cả, ai cũng phấn đấu đấy, các trường đấy thi vào đại học để vượt điểm nước ngoài, để lấy điểm nước ngoài đi ra nước ngoài đổi đời đấy, ai cũng thế cả, nên họ phấn đấu để thi nước ngoài, đi học nước ngoài. Thế cậu này thành ra là cậu ấy thi năm thứ ba cũng vẫn không được vì có 25 phẩy 27 phẩy rưỡi điểm đấy. Đây là chúng ta hiểu rằng nếu mà chúng ta không chịu học ở những bài học dễ dàng đấy thì cái học nó trở nên nặng nề khó khăn hơn, mỗi lần học nó sẽ lại thêm một nặng hơn nữa, thêm nặng nữa như hình phạt đấy, thêm nặng nữa. Nên vì thế mà chúng ta phải cần xử lý ngay lần đầu tiên anh chị em ạ, xử lý lúc học đi. Tương tự như lúc anh chị em mà làm bài tập chẳng hạn đấy, anh chị em không xử lý ngay lập tức đấy thì anh chị em làm sau đấy nó sẽ khó khăn hơn, bao giờ cũng thế mà, đây nguyên tắc của Chúa Trời rồi mà anh chị em ạ. Khó khăn nhiều cái vấn đề khác cộng thưởng ở đấy nữa, hoặc mình quên, hoặc là nan đề nó là gì kia, thế mình không nhớ nữa, nó nặng nề hơn. Nên vì thế mà chúng ta phải học ngay từ lúc bài học nhỏ đấy. Đấy, để vượt qua luôn. Khi mình vượt qua đúng thời hạn nhé, mình sẽ tích được điểm hay là tích được ân điển, tích khôn ngoan để chúa thời gian xong rồi đi tiếp, chứ đừng có mà chần chừ, đừng có mà bắt chúa phải đợi mình anh chị ạ, chú không đợi đâu. Khoảng thời gian chú cho như thế rồi, nó nằm trong cái phần thời gian ngài đã định sẵn rồi, thế ngài không đợi đâu. Trong Kinh Thánh có nói rằng là ai nó nói cái từ đợi đấy là từ so sánh ví von thôi, là Chúa không chậm trễ như đến như mấy người tưởng đâu, nhưng ngài chờ đợi cho mọi người đều ăn năn tiếp nhận Chúa đấy, để nhận biết lẽ thật đấy, để cứu đấy. Chờ đợi đây là Chúa, cái khoảng thời gian đấy nó nằm trong cái phần đấy thôi, trong phần hoạch định của Chúa thôi, chứ không phải chờ. Chúa không có chờ thì Chúa đấy nó đến hết thời gian đấy xong, không có đợi. Thế vậy rồi Chúa làm đầy đủ hết vì ngài là chủ của thời gian và không gian mà, chứ ngài không có chuyện phụ thuộc thời gian để đợi chúng ta, để đợi ai đấy. Điểm thứ tư ấy là như vậy nha. Shalom chị Hương nhá, chúng tôi cho chị Hương yêu quý. Đây là tiếp theo điểm thứ năm, bạn có thể coi rằng bạn đã tiếp thu được bài học về sự khôn ngoan khi mà nếp sống của bạn được thay đổi. Điểm thứ năm này quan trọng là gì ạ? Tức là chúng ta bị các bài học đủ thứ nhá, nó đẩy trên mình này đấy, nhưng mà mình coi rằng mình đã qua bài học đó rồi thì phải chứng minh được là mình qua bài học đó rồi, tức là nếp sống của mình thay đổi thì mới gọi là qua bài học. Còn nếu mình biết rồi, biết rồi thì chưa học, chưa qua đâu, chưa qua, tức là người này vẫn chưa tiếp nhận được bài học này. Cũng như là chúng ta làm bài tập đấy, ở trong các quyển vở bài tập về sách vở đấy, có thấy không, bài học ấy là cái điều gì mà mình chưa tiếp thu được, nó chưa thành thịt của mình thì mới gọi là bài học. Và khi thành thịt rồi thì không còn bài học nữa, thì chúng ta đã tiếp thu nó rồi mà. Nên vì thế điểm năm ở đây đấy, đó là mình chỉ có thể là coi rằng mình đã tiếp thu được bài học sự khôn ngoan khi mà đời sống của chúng ta được thay đổi, thế thôi. Thế nhưng tôi ngu dại trong chuyện hôn nhân gia đình chẳng hạn nhé, đấy, thì là sau mình gây ra cái sự đổ vỡ gì đấy chẳng hạn nhé, từ phía mình nhé. Đấy, cái chuyện lý do của người khác đấy là chuyện của người ta nhé, còn chuyện của mình là chuyện của mình, trách nhiệm của ai là người phải chịu, không có chuyện là mình ngồi đấy mình đổ ra ô vì chuyện đấy, bởi vì ông chồng tôi như thế hay là bà vợ tôi như thế nên hôn nhân gia đình tôi mới tan vỡ. Không, không, mình không có quyền làm như vậy. Amen. Cái việc của mình là mình phải làm, thế thôi, trách nhiệm của mình, còn người kia là trả lời với Chúa. Cái sự khôn ngoan ấy là khi mà mình tiếp thu được cái điều đấy và thay đổi nếp sống của mình, thay đổi cả cái niệm nghĩ của mình về hôn nhân và gia đình nữa đấy, có sự thay đổi cả cách sống của mình nữa thì đấy gọi là bài học đấy. Còn nếu mình biết thế rồi nhưng mình không làm theo ấy, thì đấy không phải bài học. Và rất nhiều công nhân đến giờ ấy, họ vẫn chưa nhận bài học anh chị ạ. Họ cứ nói biết rồi, họ đến họ nghe cái bài giảng, họ nghe nghe rất nhiều, thế nhưng bài học vẫn không nhận được.
Thế tức là trước mặt Chúa Trời ấy, là những người này họ chưa trả thi. Chúa đứng chấm thi mà. Chúa nhìn thấy là người này chưa trả thi. Và chúng ta đã được học ở trong trường của chúng ta rồi, đặc nhiệm rồi. Làm cách nào để biết rằng bạn đã trả thi rồi? Khi làm đề xảy ra, làm thế nào để biết đã trả thi rồi? Là em Thủy, là hôm nay sinh nhật của em Thủy, cho em Thủy nói trước nào. Em Thủy nói được không? Bật lên đi. Dạ. Làm thế nào để mình biết mình đã trả thi rồi? Khi làm đề nó xảy ra đấy, làm thế nào mình biết là mình đã trả thi? Dạ, nguyên tắc thập tự giá. Amen. Giỏi. Thế là thế nào đấy? Dạ, thì mình theo nguyên tắc đó, mình coi thử mình có vượt qua được hay không, sự theo cái sự chết đó, chết cái con người cũ của mình đó, không cái bị sừng cồ đó. Nếu mình gì thấy nữa? Mình còn ràm ràm nữa thì mình chưa có vượt rồi. Nguyên tắc thật đáng nói gì đây nữa này, em giải thích thêm nữa. Cái chuyện sừng cồ làm chuyện rồi, đập con người cũ làm chuyện rồi, còn chuyện gì nữa không? Dạ không nhớ. Không nhớ. Dạ. Nào thế ai còn nhớ gì nữa không? Để biết là mình đã trả thi rồi đấy. Nguyên tắc thật giá đấy. Anh em làm rõ, nhớ ra. Cái phản ứng của con người cũ không còn thì cái kết quả của con người mới nó phải được sinh bông trái ạ. Nhưng mà như đứng trước một người họ ghét mình nhưng mà mình lại cảm thấy yêu thương họ nhiều hơn. Và mong muốn là giúp đỡ họ thay đổi. Đúng rồi. Tức là Hiến nói đúng đấy. Chị Hương có nhớ không? Chị Hương có thể nói ngắn gọn được không? Nguyên tắc thật tự giá đấy chị Hương ạ. Làm thế nào để mình biết là cái nan đề đấy mình đã trải qua rồi. Tức là mình đã vượt qua cái kỳ thi rồi. Trước mặt Chúa ấy, mình biết khi, là mình đã vâng. Thì khi nan đề xảy đến thì bắt đầu mình xét duyệt coi xem cái nan đề nó này xảy ra bởi đâu. Bắt đầu mình quy về Chúa, mình quy về Ngài, Ngài là đầu. Thì khi bắt đầu cầu nguyện, mình thấy được cái nan đề đó, mình nhìn ra được cái phần nan đề này là cái việc đấy là chính mình gây ra nữa, chứ không phải không. Và cũng có những cái nan, cũng có cái nan đề ở, cũng không phải là mình gây ra. Thì đây là cái việc mà đồng đi với Chúa, thì mình cho mình được đánh đồng với Ngài trong những cái công việc để trở. Đây là cái cơ hội để cho mình trả thi với Ngài. Mình có xác nhận cái điều đó ra không? Có công bố ra không? Thì bắt đầu khi ra cái sự việc rồi thì Chúa cũng mình cộng tác với Ngài thì Ngài làm cho cái tấm lòng của mình lúc đó tương giao với Ngài đó. Và khi mình biết được cái việc này trả thi rồi, con cảm tạ Chúa thì cái vinh hiển này con gửi về cho Ngài luôn. Đó lại cũng phải trở về với thập tự giá của Chúa. Rồi nhưng mà qua cái đời sống hàng ngày thì mình phải đưa ra cái ăn năn thì phải có cái sự bông trái. Dạ. Yeah. Cảm ơn chị. Rồi, em nhớ ra rồi. Dạ, em Thủy nguyên nhớ tắc, nói. Nguyên tắc dọn lòng, dọn trí. Phải không? Biết ra hạ mình khiêm nhường phải không? Cũng không phải. Em nói đúng là không nguyên, phải, em. Nguyên tắc thực tự giá đúng á. Nguyên tắc thực tự giá là mình yêu Chúa, yêu mọi người đúng xung rồi. Quanh. Đấy. Tức là khi cái này nó xảy yêu ra người đấy. Đang cần. Là cái nan đề nó liên quan đến vấn đề nào chưa? Khi mình phân tích cái nan đề nhá, cái nan đề liên quan đến người nào? Đó. Mà coi như mình sau đó mình nghĩ rằng đã trả thi rồi. Khi mà qua cái việc nan đề đấy, qua cái vấn đề đấy mà xảy ra đấy, qua cái sự kiện mà xảy ra đấy, sự việc xảy ra đấy, thì là mình phải có chuyện là yêu Chúa hơn này, yêu bản thân mình hơn này và yêu cái người mà có trong nan đề đấy hơn. Anh chị em ạ, hay ít nhất giữ được tình yêu, vẫn giữ được tình yêu. Thì đấy là mình trả thi. Còn nếu mà mình một trong ba cái không có đấy, là đứt rồi, là chưa trả thi đâu. Là sẽ ngồi mà trả thi lại đấy. Ai đó chỉ yêu Chúa hơn, thế nhưng mà không yêu mình, bắt đầu làm bằng với mình, bắt đầu mình tự ái, mình thấy là bị xúc phạm, từ ấy. Thế thì thôi thôi, không phải. Hay ai đó nó yêu Chúa hơn, yêu mình hơn, nhưng mà ghét người đấy. Bảo bây giờ không, tôi không bao giờ chơi người đấy nữa, tôi không bao giờ thèm đếm xỉa nó nữa. Thế là người không trả thi rồi. Xong rồi. Nên là dễ lắm anh chị ạ. Nên là qua nan đề chúng ta sẽ nhìn thấy ngay người đã trả thi chưa, người đã vượt qua cái trả thi chưa. Nếu họ còn ghét mình đến xong họ chưa trả thi, họ cũng muốn nói thế nào chứ nữa, họ nói là họ đã yêu Chúa lắm, họ làm một mục vụ đủ mọi người kia tên buffet đấy. Không thể yêu Chúa Trời mà không yêu anh em mình được. Amen. Chúa nói rõ ràng trong lời Chúa nói như thế thôi mà.
Đức Chúa Trời vô hình nên to thế, làm sao người yêu nổi? Bốc phép yêu một đấng rất to, rất là vô hình, rất là trừu tượng, làm sao yêu yêu nổi? Trong đó cái người anh em đây bằng xương bằng thịt dễ dàng nhìn thấy tận mắt đây mà không yêu nổi thì sao yêu cái đấng to đùng nữa, vớ vẩn, nói phép bố láo. Thế vì thế mà chỉ có cái là khi mà mình vượt qua nan đề đấy, anh em dò sát mình luôn, quét luôn này chị ạ, quét luôn, yêu Chúa hơn này. Đấy, cái nan đề nó làm cho mình gần với Chúa hơn này, mình nhận biết Chúa thêm nữa này. Nan đề đấy mình nhận biết cả mình này, yêu mình hơn đấy, tức là mình yêu con người mới đấy anh chị ạ, bây giờ con người cũ đấy, mình càng nhận biết mình hơn này, mình biết những điểm xấu của mình này, của con người cũ đấy, biết cách triệt tiêu nó đấy, đã yêu mình hơn. Thứ hai, thứ ba nữa là mình yêu cái người mà trong nan đề đấy, dính cái nan đề đấy hơn. Họ ít nhất là phải yêu thế thôi, ít nhất tình yêu mình vẫn còn, tức là không có bị giảm đi, không có giảm đi. Đấy, thì đấy là người đã trả thi đấy anh chị em ạ. Đấy là trách nhiệm đấy mà chúng tôi đã tỏ cho anh chị em rồi đúng không? Tôi đã cả anh chị em rồi mà. Thì trước đây tôi thắc mắc cái chuyện bao nhiêu cuộc thi đấy, như chúng ta đi thi cửa trại đấy, mỗi lần thi xong chúng ta đều là hồi hộp về chuyện không biết mình có thi được không, thi không biết có trúng cử không đấy, đúng không anh chị em? Và thi xong nó phải đợi có kết quả thi. Nên các sinh viên học sinh bây giờ họ đi thi đấy, thi đại học hay thi gì đấy, sau họ thi xong sau họ còn hồi hộp không biết thi có trúng không, mà ai đó bảo là tôi chắc thi, tôi làm hết chắc là thi trúng đấy, thì họ vẫn đợi kết quả thi anh chị em ạ. Họ đợi kết quả thi lúc nào thông bố ra thì mới biết là họ chỉ thi trúng hay không đó. Thì khi tôi thắc mắc chuyện đấy với Chúa thì Chúa tỏ ra cái bí mật của ta cho con dễ thôi, con sẽ thắc mắc cái chuyện là con trả thi trước mặt ta chưa đấy, cái bí mật về thập tự giá đấy, bí mật về điều răn đấy anh chị em ạ. Điều răn của Đức Chúa Trời đấy, ngươi kính mến Đức Chúa Trời ngươi hết lòng hết linh hồn hết trí khôn và yêu người lân cận như mình đấy, đấy làm trong hết rồi. Vì sao ạ? Chúng nói là cả luật pháp và các lời tiên tri từ đó mà ra, xong luật pháp mà ra từ cái đấy thì thôi rồi, luật pháp thì trên cái cơ sở luật pháp của Chúa, Chúa cũng lấy cái tiêu chuẩn đấy để mà chấm thi mình. Amen. Amen. Vâng, Chúa chấm thi mình trên cơ sở luật pháp đấy, mà luật pháp lại ra từ cái lời điều răn đấy, xong thế mình cứ chiều theo điều răn đấy mà mình quy chiếu xong. Thế thôi, đơn giản, chẳng có cái gì hơn cả. Thế là mình được một cái bí mật của Đức Chúa Trời tuyệt vời cho mình. Để mà khi bất kể một cái nan đề, cái thử thách nó xảy đến ấy, mình kiểm tra mình đã trả chưa? Chưa trả được xong, phải làm việc tiếp. Ba cái phần yếu tố đấy, yêu Chúa hơn không? Yêu mình hơn không? Yêu cái người mà dính nan đề hơn không? Nếu không có, thôi, chưa trả thi đâu. Coi như là cái mình nợ thi đấy chị em ạ. Coi như mình bị nợ đấy. Cũng như ở đây nếu bà nói rằng đấy, cái bài học ấy nó sẽ lặp lại cho đến khi nào bạn nhận được bài học thì thôi, tức là cái lợi thì nó vẫn còn, nó vẫn treo lơ lửng ở đấy, đừng có tưởng mở. Ngày nay nhiều công nhân đấy họ cứ nghĩ là họ vượt qua rồi, quên đi, không có đâu, họ chưa trả thi một tí đi hết, họ mới chỉ ngồi vào phòng chấm thi, xin lỗi, vào ngồi phòng thi phát thế thôi, họ viết mạch quạc đổ mực ra, đổ đầy ra cái bài viết của họ, thế sau họ bảo ô thôi xong rồi, tôi đã trả thi xong rồi, hallelujah, thế là xong rồi, chẳng có cái chuyện gì cả. Họ chẳng nhận được bài học gì cả trong cái trả thi đấy, không nhận thấy là yêu Chúa hơn, không nhìn thấy Chúa ở đâu trong cái nan đề đấy, họ không thấy mình ở đâu trong cái nan đề đấy, họ không nhìn thấy người khác ở đâu trong nan đề đấy, vì thế họ không thể yêu Chúa, yêu mình, yêu người khác hơn được. Nên khi mà chúng ta yêu mình, yêu Chúa hơn người khác được đấy, điều đấy nói rằng chúng ta đã hiểu rõ cái vấn đề đấy anh chị ạ, tức là trả thi vấn đề đó rồi, và chính khi trả thi đấy thì tức là đẳng cấp chúng ta được nâng lên trong mắt Đức Chúa Trời, và trong mắt Đức Chúa Trời mà đã nâng lên thì chắc chắn là trong cõi sáng tạo này, trong thế tâm linh đấy, thế vô hình đấy, trước mặt thiên sứ của Chúa ấy, là đẳng cấp của mình là nâng lên anh chị em ạ. Amen. Amen. Đẳng cấp nâng lên ấy, nó có việc đấy, nó việc gì đấy, nó việc mà sức mạnh trong lời cầu nguyện anh chị em ạ. Sức mạnh trong việc một lời cầu nguyện có quyền phép đấy. Lời cầu nguyện không phải lời cầu nguyện là trong cái chúng ta đập đổ đâu, không phải đơn giản thế đâu, mà đập đổ chói bằng thế nào, khi mà mình có quyền phép trong cái lời cầu nguyện nhá, thì mình nói trong tay Giêsu, thiên thứ trưởng Michael đi chói cổ thằng này, đập chết thằng này cho ta trong tay Jesus Christ. Đấy, các đoạn binh thiên sứ của thiên thứ trưởng đi đến diệt thằng quỷ cho ta, quỷ cộng sản, quỷ hồi giáo, quỷ phật giáo, quỷ nho giáo, đập chết nó cho ta trong tay Jesus Christ. Sấm sét của Chúa giáng xuống, ngài bảo đây là sấm sét vào đây cho ta nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Lời cầu nguyện của mình nên lúc đấy có hiệu nghiệm hơn, bởi vì là Chúa trả thi mà, hiện đẳng cấp mình được nâng lên, vị thế của mình nâng lên, và các thiên sứ của Chúa ấy là tuân lệnh của mình. Amen. Amen. Không phải tuân lệnh của mình, mà tuân lệnh của Chúa cho mình đấy,
Đây của Đức Chúa Trời trong mình, bởi vì lúc đấy là linh hồn của mình sát với thần linh rồi mà. Nên là cái lệnh của mình là lệnh đấy nó phù hợp với ý của Chúa. Nên thành thử ra là anh chị em để ý đấy, nên trong lời cầu nguyện chúng ta cầu nguyện đấy mà có khi người khác không dám cầu nguyện thế đâu anh chị em. Các hội thánh khác họ không dám cầu nguyện mà gớm như mình đâu. Mình dám đi vào hang ổ các nơi chưa? Hang ổ của tin lành khác cách các giáo hội chưa? Đập phá, quật đổ, nhổ diệt hết chưa? Vào trong nhà, vào trong cơ nghiệp của tất cả các gia đình, mục sư, giáo sư, tín đồ, đủ đủ các thứ anh chị em ạ. Ý đặc nhiệm mà, đột nhập mà. Tại mình khi mình làm chuyện đấy có sự giản dị như thế đấy. Trong cầu nguyện anh chị em nghe sự cầu nguyện của chúng ta làm xem. Amen chị em. Đấy có sự giản dị, mình dám làm thế, mình khai phóng điều ra. Và chuyện nó xảy ra. Chuyện đấy xảy ra, chuyện nó xảy ra. Bởi chuyện đấy rất hiếm. Những cái cách thức mà đánh từ bên trong đấy. Đấy, để Chúa dùng như là thần công bình thường thứ đốt của Chúa đấy, để tẩy uế con gái Siôn từ bên trong đấy. Để sự phán xét khởi từ nhà Chúa Trời đấy. Thì cái phần đấy rất khó, rất hiếm anh chị ạ. Rất hiếm người được Chúa dùng ở trong cái lĩnh vực đấy. Vì hầu hết là họ đều bị phán xét cả. Còn ít người được Chúa dùng ấy, như là quan xét để mà xét đoán dân của Ngài. Tương tự như là Môi-se đấy, hay là Samuel đấy, thấy không? Chúa dùng những ông đấy như quan xét đấy, tiên tri quan xét của Chúa để xét đoán dân của Chúa luôn đấy, anh chị ạ, thấy không? Ít người ít hơn. Và tất nhiên là họ xét đoán dân của Chúa thì họ phải xét đoán mình rồi. Và họ biết được những cái luật về sự xét đoán thôi. Sẽ đoán tội lỗi, sẽ đoán công việc, sẽ đoán con người cũ rồi, chứ không sẽ đoán linh hồn, không sẽ đoán con người. Đã hiểu điều đấy thôi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta mở sách Gióp đoạn 28, câu 12 đến câu 28. Còn sự khôn ngoan tìm được ở đâu? Tại nơi nào có sự thông sáng? Thấy chưa? Sự khôn ngoan tìm được đến nơi có sự thông sáng. Thì chúng ta học sự thông sáng đấy đâu nữa. Người ta chẳng biết được giá trị nó. Nó không ở tại trên đất của loài sống. Vực sâu rằng nó chẳng có trong tôi. Và biển rằng nó cũng không ở trong cùng tôi. Chẳng dùng vàng ròng đổi lấy nó đặng. Cũng không hề cân bạc mà mua được nó. Người ta không đánh giá nó với vàng Ophir hoặc với hồng ngọc hồng mã não hay với ngọc bích, chẳng sánh nó được với vàng hay là pha lê, cũng không đổi nó để lấy khí dụng bằng vàng ròng. Còn san hô và thủy tinh cũng thì chẳng cần nói đến. Giá trị sự khôn ngoan thật cao hơn châu báu. Ngọc sắc vàng Ethiopia nào sánh cùng nó được đâu, cũng không hề đánh giá nó với vàng ròng. Vậy từ khôn ngoan, sự khôn ngoan ở đâu đến? Sự thông sáng ở tại nơi nào? Nó vẫn giấu khuất mắt các loài sống, thấy không? Tất cả các loài sống đã bị giấu khuất, sự khôn ngoan, sự thông sáng ấy, giấu khuất khỏi con người và tránh ẩn các chim trời, trốn trầm luân và sự chết nói rằng lỗ tai chúng tôi có nghe tiếng đồn về nó. Nơi âm phủ của trốn trầm luân đấy, sự chết đấy nói đấy, nó có nghe, lỗ tai có nghe sự khôn ngoan đấy. Đức Chúa Trời thông hiểu con đường nó và rõ biết chỗ nó ở, chỗ ở của nó, vì Ngài nhìn thấu tận các đầu thế gian và thấy rõ khắp thiên hạ. Khi Ngài định sức nặng cho gió, độ lượng cho các nước, định luật lệ cho mưa và lập đường lối cho chất và sấn, bây giờ Ngài thấy sự khôn ngoan và bày tỏ nó ra. Ngài lập nó và dò xét nó nữa, đoạn phán với loài người rằng kính sợ Chúa, ấy là sự khôn ngoan, tránh khỏi điều ác, đấy là sự thông sáng. Thấy chưa? Cái người đấy mà kính sợ Chúa, tránh điều ác. Vì định nghĩa trong sách Châm Ngôn nó là sự kính sợ và sự tránh điều gian ác mà. Sự ghét điều gian ác mà. Ghét con đường gian sản, ghét cái miệng người dối trá. Đấy là sự kính sợ Chúa ấy. Đấy là sự khôn ngoan, đấy là sự thông sáng. Tôi đoạn kinh thánh để nói đây, tôi giữ nghĩa đây. Anh chị em nhìn thấy không? Ở trong đây đấy, có bao nhiêu thứ mà so sánh với nó không thể so sánh được nhé. Bạc vàng, ngọc hồng mã não, ngọc bích, đủ các loại kim cương, đủ các loại, không thể sánh với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được, thấy chưa?
Như vậy là chúng ta đang sở hữu sự khôn ngoan ấy, anh chị em có để ý không? Amen. Chúng ta sở hữu sự khôn ngoan ấy, và sự khôn ngoan đấy nó sẽ đưa chúng ta vào trong quãng đời đời, và sau đó chúng ta sẽ cai trị trong quãng đời đời. Thế còn cái dân nào nên họ chỉ tìm kiếm cổ phiếu, cổ tức, lợi, tiền, của cải. Lúc nào thì tìm cách để tranh nhau là ta phải đứng đầu thiên hạ, giàu nhất thiên hạ. Hãy ít nhất là giàu nhất Việt Nam, tỷ phú đứng đầu ở trong thị trường chứng khoán ở Việt Nam hay đâu đâu đấy chẳng hạn. Đấy, họ chạy chạy đấy thôi, ok, tìm đấy thôi. Mà tìm đấy thì chỉ là bạc vàng, chẳng cái thái gì cả. Nó không có sự khôn ngoan trong đó. Mặc dù cái điều mà họ làm được, họ nhận được đấy thì cũng có sự khôn. Nhưng mà khôn không phải khôn của Đức Chúa Trời, anh chị ạ. Tại vì Kinh Thánh, đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc đấy, là sự khôn ngoan làm sao ạ? Nó giấu khỏi mắt kẻ sống mà. Đúng không? Đây này. Sự khôn ngoan đấy. Đây này. Sự khôn ngoan nó giấu khuất mắt khỏi loài sống. Tránh nhận các loài chim trời. Chim trời có thể nói tương tự như các thiên sứ của Chúa đấy. Hay thậm chí là các quỷ, ma quỷ đấy. Nó cũng khôn đấy. Nhưng không phải khôn ngoan đâu. Nó cũng có. Tại sự khôn ngoan là chính Chúa Giê-xu đấy anh chị em ạ. Tại sao chúng ta phải có cái sự mà thông công với Chúa như nào đấy, yêu Chúa và đánh đồng mình với Chúa ra sao đấy, là sự khôn ngoan đấy. Nó khởi đầu từ sự kính sợ Đức Chúa Trời, thì đến phần cuối cùng chúng ta sẽ học về thần kính sợ Đức Chúa Trời thế nào nữa. Và quả các loạt bài sự kính sợ Đức Chúa Trời thì anh chị em có thể anh chị em nghe rồi đúng không? Hiến nghe thấy chưa? Các loạt bài mục sư đã giảng về sự kính sợ Chúa đấy, nhiều năm trước đấy. Hiến nghe thấy chưa? Dạ, con nghe được rồi ạ. Đấy, sự kính sợ Chúa như thế nào đấy? Tác dụng của sự kính sợ ra sao đấy? Định nghĩa sự kính sợ Chúa như thế nào cho dễ dàng đấy? Bởi vì nhiều người họ định nghĩa sự kính sợ Chúa hơi bị trừu tượng nhá. Hơi bị trừu tượng. Hay là họ dùng ngôn ngữ thần học rồi đấy, nói hơi khó, khó hiểu. Mà Chúa cho chúng ta sự kính sợ Chúa rất dễ dàng, rất đơn giản. Tương tự như là Chúa đã dạy chúng ta về đức tin, về ân điển đấy. Về sự cầu nguyện ấy, rất đơn sơ thế thôi, ai hiểu được bằng ngôn từ rất đơn sơ và hiểu, và nó sâu sắc và nó rộng tổng thể hết, nó gọi là tóm hết tất cả mọi loài luôn. Đấy, cái điều đấy để nói cho chúng ta ấy, về cái gọi là cái sự sở hữu mà Chúa ban cho chúng ta, anh chị em ạ, về cái tầm của hội thánh của Chúa đấy. Thì hội thánh là sự tóm gọn, tóm mọi sự trong mọi loài mà, thấy không? Nên cái định nghĩa của chúng ta ấy, mà tóm mọi sự cho mọi loài ấy, thì nói rằng là cái tầm cỡ của hội thánh địa phương của chúng ta ấy, là tầm cỡ như thế nào, cái sự khôn sáng đấy của chúng ta mà Chúa ban cho hội thánh trời thương đấy, anh chị em ạ, mà tóm được mọi sự cho mọi loài đấy, tóm được mọi lĩnh vực đấy, thâu vào mọi sự, cái điều đấy là nói vào cái tầm cỡ của hội thánh địa phương của mình đấy. Vì thế mà chúng ta không có ngại ngần gì, chúng ta nói chúng ta là núi của nhà Đức Giê-hô-va, anh chị em ạ. Amen. Nhà Đức Giê-hô-va còn là tốt rồi, còn núi của nhà Đức Giê-hô-va nữa, cái đỉnh cao ở trên nhà Đức Giê-hô-va nữa. Bởi vì những cái sự dạy dỗ của Chúa ban chúng ta đấy là sao, nó bao trùm hết tất cả sự dạy dỗ khác còn lại. Anh chị cứ tìm ra tất cả các tinh hoa của sự dạy dỗ khác nhé, tinh hoa của học các loại thần học khác, anh chị cứ lôi đi, ở trong cái chúng ta sẽ có hết, anh chị em. Anh chị em, chúng ta sẽ tìm thấy hết, mà còn nhiều hơn nữa. Anh chị em cứ lấy tinh hoa đâu đó ở trong Công giáo, tinh hoa đâu đó trong kháng cách ở trong các loại hội thánh kháng cách, ân tứ ngũ tuần, báp tít, giám lý, trưởng lão, evangelist, vì đấy mặc kệ anh giáo sau này thì thanh giáo rồi chính thống giáo, các giáo hội đấy khác nhau, cứ lấy hết tất cả tinh hoa tạo đây thì chúng ta đều có hết, anh chị ạ. Điều này tôi nói không hoa đâu anh chị em nhé. Alo anh chị em ạ, tất cả về sự dạy dỗ đấy là chúng ta có hết đấy, chúng ta học về tinh hoa mà. Vì khi mà mở cái trường chú dùng mở trường đặc nhiệm của Chúa đấy là chỉ có tinh hoa thôi, chỉ lấy tinh hoa thôi anh chị ạ. Cái gì mà quý nhất là Chúa ban cho mình, thì Chúa Giê-xu ngày quan tâm đến chuyện đấy, ngày quan tâm đến mảnh mở cái đính đặc nhiệm của ngài, cái đạo binh đặc nhiệm cuối cùng của Chúa đấy, đạo binh cái ngày sau tốt đấy, mặt trời mặt trăng tối tăm, các ngôi sao thu sự sáng đấy, và kẻ làm thao mạng lệnh ngày rất mạnh đấy, không có kẻ nào có thể trốn nổi khỏi chúng ta đấy. Đấy, chú quan tâm đến người đấy mà. Chú tuyển chọn. Và đấy là trách nhiệm của ngài mà. Vì thế mà chỉ cần cái phần là chúng ta vâng lời ngài thôi, là chúng ta nhận hết tất cả sự công an đấy. Amen. Điều gì cũng có nhé, về cầu nguyện có nhé, về ngợi khen có, về thờ phượng có nhé, anh chị em ạ. Về các chân lý khác đầy đủ hết, mà đầy đủ và rộng và dài hết luôn. Ai đó họ ví dụ như một khái niệm về tiếng lạ thôi, họ cãi nhau ầm ĩ về chuyện tiếng lạ, nhưng chúng ta thẩm cái hết
tổng thể hết. Tiếng lạ là cái gì, tiếng lạ từ đâu ra, nguồn gốc tiếng lạ thế nào, ABC đủ hết. Nói về thế giới ngầm, chúng ta định nghĩa đến thế giới ngầm thì ra sao, định nghĩa khái niệm đúng không, phân loại thế giới ngầm thế nào, rõ ràng đầy đủ hết. Nói về nước trời, chúng ta nói định nghĩa nước trời rõ ràng như nào. Nói về đuổi quỷ, chúng ta nói bản chất đuổi quỷ là thế nào, nó đứng chiếm vị trí chỗ nào, nói hết tất cả đầy đủ hết không. Nói về chữa lành cũng vậy, phép lạ cũng vậy, chúng ta chỉ ra cái phép lạ lớn nhất. Thế còn phép lạ mà kia nó cũng là phép lạ, chúng ta không phản đối nó là không phải là phép lạ, chúng ta biết nó là phép lạ, nhưng mà chúng ta là người mà biết bóc tách được cái sang cái hèn, nên cái đấy chúng ta xếp vào đấy phép lạ hèn, phép lạ đấy, phép lạ của đời này, phép lạ nó chỉ dính đến thân thể thôi, còn phép lạ chúng ta là phép lạ dính đến đời sau, được chưa, dính đến cả đời này đến đời sau luôn, đúng hơn đấy, tổng thể hết luôn đấy. Nên để chúng ta nhìn thấy đấy, amen, Joseph đó, Joseph đúng không, Joseph yes, Joseph đồng ý đấy, Joseph bảo con nghe trộm bao nhiêu điều rồi, con muốn giải thích lắm nhưng không giải thích nổi. Vừa nghe rồi. Amen. Không giải thích nổi. Chỉ có Đức Chúa Trời thôi, Chúa Trời mới hiểu được con đường của sự khôn ngoan thôi, biết rõ sự khôn ngoan lấy ở đâu ra, thì tất cả của Ngài hết mà. Mà anh chị em để ý nhé, từ tôi nhắc này thì tôi giảng, tôi chia sẻ đoạn này luôn này, không biết bài đang đọc được gì thành đây. Đây này, chúng ta nhìn thấy đâu này, sự khôn ngoan thôi nhé. Này, vì Ngài nhìn thấy, nhìn thấu tận các đầu thế gian và thấy rõ các thiên hạ, thấy không? Cái sự khôn ngoan đấy, chúng muốn cho sự khôn ngoan chúng ta phải nhìn trong bức tranh toàn cảnh anh chị em ạ. Nhìn thấu, nhìn rộng, thấy không? Nhìn thấu là nhìn sâu đấy anh chị em ạ. Tận các đầu là nhìn rộng đấy, thấy rõ thiên hạ đấy, ta nhìn rộng mà dài và sâu đấy anh chị em ạ. Khi, tức là khi mà chúng ta làm cái khái niệm gì đấy thì chúng ta phải tìm cách để mà mở rộng nó ra, cái khái niệm nó ra để nó sâu nhất, chuẩn nhất, anh chị em ạ, rộng nhất để nó có thể sử dụng được trong tất cả mọi lĩnh vực, tức là nó là rộng nhất đấy, cái gì cũng dùng được nó mà, tức là nó rộng, nó có cái lĩnh vực áp dụng của nó là rất rộng, cái gì nó áp dụng được. Chính trị, kinh tế, thương mại, truyền thông, thể thao, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng, giải trí, quân sự, dùng hết, dị lĩnh vực đã dùng hết, thì chứng tỏ rằng đấy, Ngài nhìn thấy thấu tận các đầu thế gian. Tạ ơn Chúa. Và đây là cái cách thức mà Chúa dạy chúng ta để có sự khôn ngoan ấy, là nhìn và nhìn tổng thể, anh chị em nhìn tổng thể. Cũng như khi anh chị em xây dựng gia đình, hay thôi nói gia đình thì có thể hơi xa một tí, chúng ta lấy xây dựng cái nhà cửa đấy, xây cái nhà đấy, là anh chị em nhìn tổng thể đúng không? Em Thủy mua nhà đấy, thì em phải nhìn tổng thể cái nhà là cái gì đúng không? Nó là khu vực nào? Khu vực đến linh hoạt đến cái gì? Thời tiết ra sao? Đường xá đi vào thế nào? Chính phủ, nhà cầm quyền ở đấy như thế nào? Hàng xóm ra sao? Rồi bên trong nội thất nó như thế nào, các phòng ốc nó nào, nó chia tầng, chia các level ra sao, cái gì điểm gì đấy, nhìn tới mình nhìn tổng thể đấy, cái điều đấy mình nhìn thấy. Tại sao con người họ lại, nhiều người họ ngu dại, họ chỉ nhìn thấy cái phần mà lợi cho họ, họ nhìn thôi, tận trước mắt này, họ xây nhà họ biết điều đấy, họ làm thì họ biết điều đấy, thế nhưng mà đời sống họ thì họ lại chẳng để ý đến cả. À, đấy là cái sự trái nghịch anh chị ạ. Sự đấy là paradox đấy, sự nghịch lý của cuộc đời đấy. Tức là khôn của thế gian nhé, thì họ chỉ để ý đến cái chuyện thì nhìn thấy lợi ở mắt thường. Vì chúng ta vừa học xong, mục sư cũng khẳng định ấy, là sự khôn ngoan của thế gian ấy, nó chỉ là ích kỷ mà. Nó xoay cái vấn đề cho mình, nó nhìn thấy cái gì nó nhìn thấy trước mắt này. Nó xoay cái vấn đề đấy thôi. Nó không nhìn thấy cái dài rộng sâu hơn. Và sự khôn ngoan của Chúa Trời đấy thì khác hẳn. Vì sự khôn ngoan của Chúa ấy, theo luật của Ngài là có đời đời. Thì ta các thứ lập trình của Ngài là có cho đời đời. Nên chúng ta nhìn thấy rộng hơn, sâu hơn. Nhưng đời sống chúng ta thì nhiều người ở trong thế gian này, họ đời sống họ chỉ ngắn thôi, họ chỉ xếp, họ lập trình đời sống chỉ có khoảng mấy chục năm thôi anh chị ạ, và cùng lắm vài trăm năm thì đấy thôi, ai khôn hơn một tí thì cho thế hệ sau thôi, nhưng quanh quẩn lại thì cũng chết và rơi địa ngục hết, họ còn không biết địa ngục thế nào nữa cơ, họ không có cách lập trình để thoát khỏi địa ngục anh chị ạ, anh chị ạ, sự lập trình họ là trên cửa địa ngục, xong rơi xuống địa ngục hết, cả lũ rơi địa ngục, cả nhà gia tộc họ rơi hết địa ngục hết. Hết giáo hội Phật giáo, giáo hội nào Công giáo, giáo hội Tin Lành giáo, giáo hội kháng cách giáo gì gì đấy, rơi xuống địa ngục hết.
thì họ không lập trình lên thiên đàng, họ không lập trình để mà lên thiên đàng, nên vào núi trời họ không biết cách lập trình ra sao cả, họ quay quẩn lại cái mục vụ thì cầu nguyện đủ cái thứ để mà sống ở đời này thôi, sau đó hy vọng đời sau đó là mình sẽ lên thiên đàng. Nhưng mà đại đa số nhiều người giữa họ sẽ khủng hoảng bởi Chúa bảo là ta không có người là ai cả. Còn chúng ta, chúng ta lập trình là đi thiên đàng chứ không? Lập trình vào trong vương quốc ngàn năm, sau đi rồi lên thiên đàng, lập trình cho con cháu mình sau là như thế nào nữa? Lập trình con cháu mình sau là như thế nào? Là lập trình chính đời sống của chính mình lên chứ không? Của chính mình luôn đấy. Chứ không phải là lo con cháu đâu, mà mình thì không biết mình là ai cả. Bởi thế bản thân mình chính là cái trụ của cột và đèn lẽ thật mà. Từ mình mà ra các dòng giống mà. Mà dòng giống không có thì lấy đâu ra mà. Tức là cái hạt giống mà không thánh đấy thì làm sao cánh đồng nó thánh được. Mình, bản thân mình mà không được thánh, không được gọi là làm việc với đời sống của mình ấy, thì làm sao mà dòng giống đối sau mà hy vọng được. Thì lại vết xe đổ bao nhiêu thế hệ trước thôi. Ý là như thế. Tôi nhìn thấy các thế hệ trước đấy. Thế, đặc biệt tổ ông tổ chúng ta Adam, Eva đấy, nhìn rõ ràng đấy. Ông phạm tội bắt xong đấy, cả dòng dõi ông là bị tội hết, chết hết cả lũ. Thì nên khẳng định như vậy mà. Nên cần phải dòng dõi thánh, ít người được dòng dõi thánh. Nên sự khôn ngoan giúp chúng ta ấy là thâu tóm được cả sâu, cả độ dài, cả độ sâu, cả độ rộng hết. Để những cái kiến thức, những cái tri thức mà Chúa dùng cho chúng ta có thay đổi đời sống của mình và nó áp dụng được trong mọi lĩnh vực. Anh chị ạ. Chỉ khi tính cách chúng ta mà đầy đủ ok đấy, chúng ta làm lĩnh vực nào cũng được hết mà, làm cái gì cũng ok hết mà. Cái sự siêng năng chăm chỉ thật thà cẩn mẫn đấy, yêu thương đấy, hòa giải khôn ngoan, anh chị em công bình đấy, thì anh chị em làm chỗ nào cũng làm được, anh chị em làm trong chính trị cũng làm được, làm trong kinh tế làm được, làm trong thể thao cũng làm được, làm trong khoa học cũng làm được, làm cái gì cũng làm được hết. Nên để Chúa nói như để cho người thuộc Chúa Trời ấy, là sắm sẵn cho mọi việc lành mà. Nên khi nhìn Ngài nhìn thấy mình đấy, Ngài nhìn thấy ở đây cái công cụ này dùng được, cái công cụ này nó sắc bén, nó đủ hết các thứ, nó được trau chuốt cẩn thận hết rồi, cái gì nó dùng được. Anh chị em nhiều lúc của anh chị em có bao giờ thí dụ như là anh Trung chẳng hạn đi ra ngoài, hay là chị Hương đi ra ngoài đâu ngoài đồng ruộng đấy, muốn cầm cái cuốc để mà đào bới, gọi là hay Hiến đi, Hiến muốn cầm cái dụng cụ đấy để mà đào xới đất đấy Hiến ạ. Nhưng mà Hiến nhìn toàn thấy dụng cụ đều không, cái thì gãy cán, cái thì là méo, cái thì bọc, cái thì cùn, đập 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 mấy cái hỏng hết, chẳng được cái gì cả, chẳng được cái gì mấy cả, lại phải về đi mài, đi hàn, đi gia cố lại, có thấy không? Thì chúng ta tương tự như cái công cụ của Chúa Trời đấy, khi được Ngài dùng ấy, anh chị em, chúng ta được qua các nan đề sự khôn ngoan đấy mà chúng ta thay đổi đời sống của mình rồi đấy, thay đổi thành cái nếp sống đời sống mình đấy, thì nó trở thành công cụ vạn năng trong tay của Chúa mà. Thành ra cái công cụ này ấy, thì Chúa nhìn thấy, Chúa cần làm gì đây có thôi, nhìn thấy đầy đủ hết rồi, cái dụng cụ nó sắc, nó chuẩn bị hết rồi. Amen. Nên cái thời gian này, chúng ta học đấy là chúng ta đang được Chúa đang mài giũa trong cái bao tê của Ngài đấy, Ngài giấu chúng ta trong bao tê của Ngài mà. Còn đến lúc nào Ngài dùng thôi, Ngài cần đến lúc mà dùng đấy, Ngài lôi chúng ta ra bắn nhá, và sát hại tất cả những cái kẻ thù địch của Ngài. Cái sự mục sư bây giờ chúng ta quay trở bài học nhé, mục sư Natasha dạy này, sự khôn ngoan ấy đó là cá thể, đó là nhân cách, đó là cá thể đấy. Chúng ta nói đây sự khôn ngoan chính là Chúa Giêsu đấy, anh em, trong sự trong sách truyền đạo ở sau châm ngôn đấy, thì sự khôn ngoan chính là Chúa Giêsu đấy. Thì sự khôn ngoan là cá thể, là thân vị đấy. Chúng mục sư dạy ở đây là khả năng biết được Chúa làm cái điều gì. Nên là nếu anh chị em mà học các bài học về ba điều mà chắc chắn chúng ta thành công đấy là gì ạ? Sự khôn ngoan này, thông sáng và kỹ năng đấy, ba điều đấy. Sự khôn ngoan để biết mình làm cái điều gì, phải làm cái điều gì, làm lúc nào, làm điều gì, làm với ai đấy, làm cái điều gì đấy. Sự khôn ngoan làm đấy.
còn thông sáng thì biết là rõ ràng trình tự nó như thế nào, phân bổ ra sao, thì cái lịch trình thời khóa biểu của nó. Kỹ năng là chúng ta chỉ có là lặp đi lặp lại cho nó thành quen, thành thục. Thế ba cái phần đấy mà đầy đủ thì thôi chúng ta sẽ quyết định thắng. Khôn ngoan đấy là cần phải, chúng ta vừa nói là khôn ngoan này khả năng biết cái điều mà chú biết, biết là cả về cái khả năng, về cái tình huống mà đang có chuyện xảy ra, nhìn như chú nhìn, chúng ta phải nhìn tình huống như là chú nhìn đấy. Ví dụ ngày hôm nay trong xã hội họ, chẳng hạn như các bác sĩ, các thượng sĩ, các nhà khoa học họ đang tìm cách làm gì để chống lại virus Trung Cộng chẳng hạn này, virus Covid Trung Cộng này, và tìm ra vaccine ở đấy để mà tìm virus Trung Cộng, để diệt được virus Trung Cộng, chọn theo cách thức của họ thôi. Ai đó tìm ra virus để chống lại SIDA, S, HIV đấy, HIV đấy, tìm ra, phát minh ra loại thuốc đấy để diệt được. Nhớ là tất cả các nhà khoa học đây anh chị em ạ, kể cả người không biết Chúa nhé, họ đều nhận được chiều trí thức đấy từ Đức Chúa Trời anh chị em ạ, họ đều nhận được đấy, phát minh ra điều gì đấy họ nhận được từ Đức Chúa Trời, kể cả họ không biết Chúa nhé, cái điều chúng ta biết rồi đúng không? Dạ, yeah, khoa học. Vâng, tại vì chúng ta biết rằng là tất cả tạo vật là của Đức Chúa Trời hết mà, mọi người như cái mặt nạ chú dùng mà đúng không, để mà hỗ trợ cho nhau mà. Chứ không phải là người cứ biết Chúa mới biết hết đâu. Biết Chúa thì sẽ biết được nhiều cái sự khôn ngoan về tâm linh, gọi là đẳng cấp cao hơn, sâu hơn thôi. Nó đảm bảo cái chuyện đấy thôi. Còn nhà khoa học họ vẫn biết được cái sự bí mật ở đấy. Thí dụ như chúng ta để ý đến ba cái nhà thông thái phương Đông đúng không? Khi mà Giáng sinh đấy, họ dò xét họ tìm đấy chứ. Và Chúa tỏ cho họ nhìn thấy chứ. Chúa tỏ họ nhìn thấy mà. Họ thấy sao sáng ở Bethlehem mà họ đến đấy họ tới. Họ mang tất cả các loại mộc dược, các loại ngũ hương, các loại gì đấy, thảo dược quý đấy họ mang theo để mà làm lễ thờ phượng Chúa Giêsu lúc đó, họ làm hết. Xong kể cả cái chuyện mà họ nói chuyện với Herod đúng không? Herod bảo là tìm thấy con trẻ đâu thì đến báo cho chúng ta mà, nói để ở thế để mà giết mà. Thế nhưng mà sao ạ? Chính các nhà thông thái đấy nhá. Lúc ấy họ có tin Chúa Giêsu đâu, họ có phải dân dân gì đó, họ có phải là dân Israel đâu, có thấy không? Thế mà Chúa vẫn bách bảo họ đấy, là đi đường khác mà về đấy, thấy chưa? Nên là đừng có nói là chỉ có là gì nhỉ? Chỉ có người tin Chúa mới biết được nói chuyện với Chúa đâu. Thế Chúa là đấng tạo hóa mà, Ngài có quyền nói chuyện với tạo vật của Ngài. Amen. Ngài đấng Chúa Trời, Ngài đấng tạo hóa, không phải là chúng ta đấng tạo hóa để chúng ta ra lệnh Chúa ơi, Chúa đừng chơi thằng này. Như ngày hôm nay nhiều công nhân ấy, họ cứ ra lệnh đừng chơi với thằng nọ, đừng chơi thằng kia, cách bỏ cái hội thánh nọ, cách bỏ cái hội thánh kia, hội thánh tà giáo không chơi với nó. Đấy đó rất là vớ vẩn, rất là ngu dại của trẻ con cả, chẳng hiểu cái gì cả. Chúa đứng tạo hóa, Ngài làm việc với tất cả là ai cũng tạo hóa là tạo vật của Ngài hết. Kể cả tạo vật đấy họ không được cứu cho nữa đấy, thì vẫn là tạo vật của Ngài. Ngài vẫn dùng để dạy dỗ cái gì đấy. Ngài vẫn dùng và khi mà Ngài vẫn nói với họ là vẫn nói vào lương tâm họ đấy xem ạ. Đúng không? Bởi chúng ta biết là cái dân ngoại ấy, họ vẫn có lương tâm mà. Là cái tấm gương ấy, để sau này trong cái ngày phán xét khủng khiếp của Đức Chúa Trời đấy, thì Chúa lôi cái lương tâm họ ra để mà xét đoán. Thế thôi. Nên họ không thể chối được. Họ bảo, ôi nhưng mà Ngài có nói chuyện con bao giờ đâu. Làm gì có chuyện, thì ta nói với lương tâm của ngươi rồi. Chứ còn nếu theo kiểu cơ đốc nhân mà ích kỷ như kiểu láu cá bây giờ đấy, nhiều cơ đốc nhân nói là không chơi bọn tà giáo đấy, không chơi bọn này đấy,
để bắt Chúa không chơi bọn nó đấy. Thì đến ngày đấy thì là nó định cho Chúa vào ừ đúng rồi, hôm đấy hồi đấy tao bị cái hội thánh A, hội thánh B, hội thánh C này nó block, nó unfriend nên tao không biết cái người. Ừ thôi chuyện này tao hay, ừ thôi để tao ta ta xét sao tao ta sẽ hỏi ý kiến của mọi người xem cái hội thánh đấy nó ra lệnh cho ta thế nào thì ta sẽ cho người vào không. Nhưng không có chuyện thế, hội thánh không có quyền đi dạy Chúa Giêsu được. Ngài nói chuyện tất cả tạo vật của Ngài, nên vì thế là cả kể cả là ma quỷ đấy anh chị em ạ, đấy nó cũng có một cái sự khôn ngoan ở đấy mà nó biết được của Đức Chúa Trời anh chị em ạ, nó cũng lấy được cái gì đấy của Đức Chúa Trời mà Ngài vẫn dùng để mà làm. Thí dụ như chúng ta nhìn thấy cái chuyện mà quỷ Satan nó đến cám dỗ ông Job ấy, thấy chưa? Đấy, Ngài vẫn nói chuyện với nó đấy bằng cách nào đấy, tại Ngài nó tạo hóa mà. Nên cái chuyện mà không nói chuyện, ngài có cách để nói chuyện, ngài được thánh đúng rồi, ngài không thể dơ gọi là tiếp cận với cái thằng bẩn thỉu là Satan được đúng về cái chuyện đấy, nhưng ngài vẫn có cách để nói với nó vì ngài đứng tạo hóa thì ngài đủ chuyện để được thừa sức để làm hết mọi sự, toàn năng toàn tại toàn chi, cái định ngài làm được hết. Và ngài dùng 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 cái thằng Satan đấy để dạy bài học cho loài người ấy, qua ông Job ấy, thấy chưa, dạy ông Job, dạy cả loài người cho bằng qua sách Job nữa, dùng thằng Satan đấy dạy nó điều đấy để chỉ ra cái bản chất của nó, thằng kiện cáo chỉ ra cho bản chất cho nó nữa là nó có muốn gì chăng nữa đấy thì nó không hại được người đấy, nếu mà Chúa nó không muốn hại rồi không thể làm nổi, kể cả người đấy bị phun tưởng như đầy mình tưởng sắp chết rồi đấy, cũng không thể chết nổi vì Chúa đã cấm nó không được hại linh hồn, mà thân thể hại được nhưng không hại linh hồn, nó không giết được người đấy, kể cả nó có quyền năng thế nào chứ nữa thì nó cũng chả là cái gì cả. Sao nó chủ trở có những bài học, bao nhiêu bài học ở trong đấy ra. Hay lắm. Chỉ có cái điều ấy là cái hội mà không tin Chúa đấy anh chị ạ, thì họ sẽ không biết được cái bản chất của sự khôn ngoan từ đâu ra anh chị em ạ, vì thế họ sẽ không biết được cách mà dâng vinh hiển cho Chúa. Họ có thể dùng cái điểm đấy nhưng cái điểm đấy nó không mang lợi cho họ để họ trở thành cái vinh hiển Chúa Trời, họ trở thành gọi là tính cách của Chúa Trời trong lòng họ đấy, có chuyện đấy thôi, không làm như vậy. Nếu họ không biết Chúa Giêsu đấy, họ không biết dâng vinh hiển cho Ngài đấy, thì cái điều đấy không mang lợi ích cho họ, nhưng Chúa vẫn dùng cái lợi ích đấy để cho loài người, cho người khác, cho dòng giống của họ, những người mà Chúa yêu, vì Chúa yêu tất cả tạo vật của Ngài mà, Chúa ban mặt trời cho tất cả kẻ công bình, kẻ ác, tất cả tạo vật của Ngài, Ngài chăm sóc hết, Ngài Đức Chúa Trời rất là chu đáo, Ngài đẻ ra, tức là Ngài tạo ra rồi thì Ngài chăm sóc hết. Cái chuyện hiển nhiên đã biết cái luật đấy của Ngài rồi, ở nơi âm phủ và chốn trầm luân cũng như sự chết đấy, nó cũng nói rằng sao, chúng ta vừa đọc đoạn kinh thánh này đúng không, nó cũng nói là lỗ tai chúng tôi có nghe đồn về nó đấy. Đấy, nó đều được nghe đồn về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cả đấy, nó biết được nghe kiểu như hơi hướng đấy, nó ngửi thấy mùi của sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ở đâu đấy, nó cố gắng để đạt đến cái sự khôn ngoan đấy thôi nhưng không đạt được, nhưng mà nó cố gắng bắt chước sự khôn ngoan đấy của Đức Chúa Trời thôi nhưng không bắt chước nổi, và sự khôn ngoan nó chưa là ghét điều ác, mà sự khôn ngoan của chúng nó đấy, của âm phủ, của chốn trầm luân, của sự chết đấy, thì nó lại thích điều ác, nó quay đi quẩn lại xung quanh nó thôi, cái người tôi cho nó để nó diệt người khác thôi. Rồi, ra quay trở vào nhé. Ông bà đang dạy cái gì đó, nói cái gì đó, chưa hiểu, nghe nhỏ quá.
Em chưa hiểu nó có chuẩn chuẩn không? Mình phải đúng không? Nó nhỏ. Các video này nhỏ quá nhỉ. Nói bà nói rằng cái chuyện trước đó bà nói rằng chuyện gì nhỉ? Các thông tin đấy, thông tin mà chú cho đấy thì chúa nó sắp đặt cái thông tin đấy, anh chị ạ. Lúc mà mở ra thông tin đó để phục vụ cho loài người tạo vật của ngài. Để tôi hiểu hiểu nghĩa cắt nghĩa như thế thôi. Phải là thông tin nào đó của ngài cái mở ra, cái mở ra thì mở ra phục vụ loài người thì đó, ai mà đang tìm sự khôn ngoan trong vấn đề giải quyết vấn đề đấy thì ngài đưa người đấy. Đấy tôi giải thích cho anh em như vậy. Thí dụ như là các nhà khoa học này. Và đang cần thông tin để giải quyết vấn đề về các loại vaccine đấy thì chú mở thông tin cho những người đấy họ tìm để phục vụ cho loài người mà. Còn nếu mà các đốc nhân đấy mà họ cũng tìm kiếm đấy thì Chúa sẽ ưu tiên cho họ trước, anh chị em ạ. Nhưng mà rất tiếc là nhiều các đốc nhân không có trong cái lĩnh vực về khoa học như vậy đấy, và không làm trong lĩnh vực đấy, thành ra là chú không cho họ cái thông tin đấy, hay là họ còn chống lại các thông tin về vaccine chẳng hạn đấy thì thôi họ mất luôn. Họ mất luôn cái thông tin sự khôn ngoan hay thông tin trí thức về vaccine. Và cái thông tin đấy đã chuyển cho dân ngoại, anh chị em. Anh em hiểu ý chứ? Dạ. Yeah. Để chúng ta biết được, nói chung nhé, cái thông tin mà chú có đấy, để chú muốn phục vụ cho loài người hay phục vụ cho nhân loại tạo vật của ngài này. Thì ngài yeah. nó giam cái thông tin đấy đến cái kỳ nào đó thôi. Thì cái thông tin đấy cần phải mở đổ xuống cho loài người. Các sách mở ra mà sự khôn ngoan như sách Darwin có nói đấy. Trí thức sẽ ra thêm nhiều đấy. Cho tất cả loài người luôn để mà phục vụ loài người. Để mà làm vinh hiển Chúa, để mà giang tải vương quốc của Chúa. Nhưng mà con cái của Chúa ấy, nếu mà họ mà nối với Đức Chúa Trời, họ tìm cái thông tin đấy, họ đồng ý thông tin đấy thì họ sẽ nhận được trước tiên. Nhưng rất tiếc những công dân họ không vào trong lĩnh vực đấy, họ chỉ ngồi trong bốn bức tường thôi, thậm chí còn chống lại cả thông tin đấy cơ. Nhưng ra Đức Chúa Trời phải chuyển cho dân ngoại, anh chị em ạ. Tương tự như là sự cứu rỗi chuyển từ cái dân Do Thái sang dân ngoại đấy, anh chị em ạ. Tương tự như vậy thôi. Tôi nhìn thấy chúng ta sự cách thức của ngài làm việc. Vì ngài quan tâm đến cả loài người hơn mà, hơn là chỉ mỗi dân Do Thái thôi. Ngài quan tâm đến con người, ngài tâm tất cả tạo vật của ngài hơn là chỉ một cái dân đấy thôi. Và dù cái dân ngài chọn ấy, ngài chọn dân đấy để mà cứu tất cả loài người, để cứu tổng thể các dân khác còn lại, chứ phải cứu dân đấy vì cái dân đấy mà thôi đâu, không phải. Vì thế mà cái dân ngoại đấy, họ tìm kiếm cái sự giải quyết trong vấn đề của nhân loại, anh chị em ạ, mà đẹp ý Chúa đấy. Để mà kéo dài cơ hội cho dân trên đất đấy, để dân trên đất có cơ hội để mà nhận biết Chúa đấy, để mà tin lành nước của Đức Chúa Trời được ra ra đấy. Đấy thì Chúa phải đổ cái kiến thức đấy cho gọi là các nhà khoa học không tin Chúa, anh chị em ạ. Để họ làm ra những cái vaccine nào đấy, như là nói nôm na vaccine đấy chẳng hạn này. Để và nó phục vụ loài người. Thế còn con cái Chúa đấy, mà đáng lẽ là Chúa đã để ở trong cái lĩnh vực về dược phẩm đấy, về khoa học đấy. Họ lại chống lại chuyện đấy thì họ bị đóng cửa lại ngay, anh chị em ạ. Họ không nhận điều đấy và họ quay trở lại chống lại thông tin của Chúa ban cho loài người qua cái nhà khoa học không tin Chúa kia nữa và trở nên kỳ địch với nhau. Nhưng đến lúc và Chúa để cho nó cãi nhau một hồi, sau đó khi người ta mà qua giới hạn nào đấy của Chúa ấy, thì Chúa đành phải giết cái kẻ mà gọi là cơ đốc nhân, anh chị em ạ. Và khiến cho nhiều người cơ đốc nhân mà họ nói rằng họ tin Chúa mà họ chống lại vaccine, chống lại virus Trung Cộng đấy, họ toàn chết thôi, có thấy không? Nhiều mục sư chết dư dạ luôn đấy. Nhiều mục sư mà không tin vào vaccine, không tin vào virus Trung Cộng đấy, họ cứ nói cái chuyện là chuyện thuyết âm mưu, làm gì có virus đấy, làm không có. Họ không có, nhiều người vẫn tin là không có mà. Trước đây họ tin là không có loại virus đấy. Đấy là chuyện bọn thế lực ngầm nó nghĩ ra để nó kiểm soát loài người thôi. Họ nghĩ thế, em không tin chuyện đấy, sao họ nhiễm, họ bị như thế. Sau khi mà đi cấp cứu rồi, khẳng định là họ bị nhiễm virus Trung Cộng rồi. Đó là họ bị bịp hết tất cả mọi thứ đi để họ che, họ giấu. Ok, thì Hiến đi ngủ trước đi, buồn ngủ trước đi. Họ che hết đi, họ giấu thông tin là họ không chết vì virus Trung Cộng. Họ chết vì ABC thì đấy thôi, vì chú cắt họ lên thôi để nghe cho đỡ xấu hổ nhá. Chứ bây giờ mang tiếng về cả mục sư, cả một cái dòng chảy đông thế này, mà cả cái dòng chảy của thánh lớn này đang chống lại virus Trung Cộng, chống lại vaccine, mà bây giờ chính cái mục sư đứng đầu lại chết vì virus Trung Cộng ấy, thì thôi nhục quá. Thế là cả cái nhóm đấy phải rủ nhau ấy, phải che giấu thông tin, anh chị em ạ. Thế nhưng không che nổi,
Bà còn nói về cái chuyện gì mà tôi không hiểu lắm, ở trong đây thì hơi hơi nhỏ nhỏ về chuyện là cái người nào đó mà ở dưới đất này khi mà họ tin Chúa đấy, xong rồi họ có những cái potential, cái tài nguyên họ, tài năng của họ đấy, tài nguyên họ được đang khai phá đấy, thì khi lên trên trời đấy họ tiếp tục khai, tiếp tục thì khai thác cái đấy ra, tiếp tục làm việc với mình ở trên trời, khai thác đấy ra và gửi cái thông tin đấy xuống thế gian này. Chúng ta cũng biết là các nhà khoa học gia đấy là những người mà họ đang tìm cái kiến thức để phục vụ nhân loại, đúng không? Đấy, vì họ tìm kiếm kiến thức mà, nên Chúa cũng bày tỏ cho họ kiến thức để phục vụ nhân loại, những cái sự, một số bí mật nào đó mà Ngài bày tỏ cho họ đấy trong cái thời kỳ của họ mà Chúa tỏ ra. Rồi, sự khôn ngoan, đây bắt đầu chuyển sang đề tài khác này, một cái sự khôn ngoan đó là những tri thức mà nó đã trở thành sự thông hiểu mà theo đó chúng ta hành động. Cái sự khôn ngoan đấy đó là những tri thức mà đã trở thành sự thông hiểu, sự thông sáng thông biết đấy, mà chúng ta là hành động. Tức là sự khôn ngoan thì có thể định nghĩa sự khôn ngoan bằng tri thức cộng với sự thông hiểu trong hành động. Sự khôn ngoan đấy bằng tri thức cộng sự thông hiểu trong hành động. Sự thông hiểu đó là chúng ta học đấy, đó là cả những thông tin mà được được gì được đào xới, được làm việc, được được xử lý, thông tin được xử lý. Bất kể thông tin nào đấy mà để cho nó được trở thành sự thông hiểu đấy thì nó phải được áp dụng vào thực tế, áp dụng vào hành động thì nó mới sự thành sự thông hiểu được. Chúng ta học về sự thông hiểu rồi đúng không? Kiến thức nhiều người kiến thức nhiều lắm, kiến thức sao học kiến thức đủ thứ nên như họ vẫn là số không, chẳng là biết cái gì cả, và cái điều đó không thể thịt của họ mà, nên chỉ khi cái điều gì mà người ấy sống theo cái tri thức đấy đấy trở thành thông hiểu của họ đấy, cái điều đấy gọi là giá trị của họ, là điều đấy, đấy. Trước mặt Đức Chúa Trời giá trị họ là như vậy, bởi vì rất cần thiết là để cho sự kiến thức ấy nó trở thành cái nếp sống của chúng ta. Cái sự khôn ngoan ấy nó sẽ bảo vệ chúng ta khỏi tội lỗi, bảo vệ chúng ta khỏi những cái thứ thật xấu nào đấy. Như thế này khi chúng ta nói sự khôn ngoan đúng không, thì thí dụ như khôn ngoan về các loại vaccine, sự khôn ngoan về thí dụ trong tình huống chúng ta trong thời đại ngày nay đi, về virus Trung Cộng chẳng hạn này, để khi bị nhiễm virus Trung Cộng đấy thì người ta chết, thì sự khôn ngoan ấy biết là phải tránh nó thế nào đúng không, và phải có loại vaccine nữa để mà phòng chống, để mà hạn chế tối thiểu cái sự chết đó đi, và để tri thức là như vậy rồi, sự thông hiểu đấy là phải biết là hành động như nào, phải biết là tiêm cái vaccine đấy, biết là một số cái quy định về quy định trong cuộc sống đấy đúng không, quy định mà cách ly hay quy định gì đấy, tất nhiên nó không không quá mức thôi, nó không gọi là thái quá như cộng sản Việt Nam là ác độc như thế, ta không nói với chuyện đấy, mà nó có một số quy định nào đấy mà không không gọi là tuân thủ các quy định đấy thì người ta sẽ chết, người ta nhiễm người ta chết thế thôi. Thì sự khôn ngoan đấy ở đây là biết làm điều gì,
nhưng sau đó nó phải là cộng hành động mà, nó là tri thức thôi nhá, là biết làm điều gì, nhưng mà nó lại phải là cộng thêm với cả là tri thức và hành động nữa, biết và hành động. Rồi sự khôn ngoan đấy, sự khôn ngoan người ta biết làm điều gì và người ta hành động theo cái điều đấy. Anh chị em hiểu ý không ạ? Amen anh chị em nhé. Sự khôn ngoan không phải là sự biết nhiều tri thức đâu nhá, không phải khôn, đấy không phải khôn ngoan. Biết nhiều tri thức không phải khôn ngoan, mà là sự khôn ngoan là biết nhiều tri thức và hành động theo tri thức đấy, thì đấy là khôn ngoan. Amen anh chị em nhé. Vâng, hành động theo tri thức đấy đấy thì sự khôn ngoan. Còn biết nhiều tri thức thì biết nhiều tri thức nó chẳng cái gì cả, bất kỳ tri thức nó tương tự như là cái MP3 thì đấy, cái flash đấy, cái thẻ nhớ đấy, nó ghi thông tin đấy thôi, nói ra giả suốt ngày ấy, cả ngày cả đêm ấy, nó nói đúng không sai từ nào cả, nhưng mà lôi ra thì chắc là người thua nó thôi, nó nói không ngừng nghỉ, hết nó nằm kia chỉ phải cắm điện cho nó thôi, chứ còn người thì không thể nói được suốt như thế được. Như sự khôn ngoan là biết và hành động theo mà. Ví dụ như người ta có thể biết là hút thuốc lá là bị ung thư phổi bị chết chẳng hạn, hay là tiêm ma túy, dùng ma túy sẽ nghiện và sẽ chết, hay uống rượu nghiện ngập cái thứ rồi sẽ dính đến cái đời sống cũ rồi đời sống nghiện ngập rồi sẽ chết sớm. Nhưng họ biết điều đấy, người khôn ngoan ấy thì họ biết điều đấy, họ làm và hành động và chuyện nó không xảy ra. Còn kẻ ngu dại đấy thì biết điều đấy thế nhưng vẫn hành động không làm theo, biết điều đấy nhưng vẫn cứ hút thuốc, vẫn uống rượu, vẫn chửi bậy, vẫn ABC làm thứ đấy và họ chết sớm. Hay tương tự như là trong dịch lệ chẳng hạn đấy, họ biết điều đấy là tiêm thì có thể được lành, được bảo vệ được mức độ đấy, nhưng họ không đồng ý, thế thôi, khi mắc phải thì họ chết. Nên thế mà rất cần là phải biết xử lý cái thông tin mà mình nhận được đấy, sau đó hành động theo thông tin đấy. Và chúng ta nói về trí tuệ nhá, trí tuệ được so sánh như là ngôn ngữ của linh hồn. Bất kể một thông tin nào mà trước khi nó rơi vào thần linh đấy thì nó đều đi qua trí tuệ của chúng ta. Chúng ta có thể không tiếp nhận thông tin từ Đức Chúa Trời nếu như trí tuệ nó bị đầy rác, hay là trí tuệ đấy nó ít kiến thức. Thì khi thông tin của Chúa đến ấy, trí tuệ nó đầy rác, nó không hiểu nổi là cái thông tin đó là cái gì cả. Anh em hiểu ý không? Thế nên tại sao mà mình phải đọc cái học đấy để biết cái từ vựng gì đấy, để khi nói với anh biết là cái gì. Tương tự như nói nôm na thế này, tương tự như là anh chị em mà không biết tiếng Anh chẳng hạn nhá, đúng không? Anh chị em đi muốn đi toilet chẳng hạn này, thế mà không biết nó ở đâu cả, vì có bao nhiêu cái bảng, rất nhiều bảng, nhưng có cái bảng nó chỉ toilet ở chỗ kia, WC ở chỗ kia, nhưng anh chị không biết tiếng Anh, không biết tiếng ở đâu, thế thôi, mình không biết sở dĩ xỉ ở đâu cả, mặc dù nó ngay cạnh đấy thôi. Nên khi mà mình phải biết thông tin, tương tự như mình biết ngôn ngữ đấy, biết thông tin, biết nhiều thông tin, biết nhiều kiến thức, thì đến khi mà chú mới đưa cho một tri thức nào đấy, mình nhận ra cái này nó ở chỗ này, thế mình hiểu luôn. Amen anh chị em. Tương tự như chúng ta mà đọc lời Chúa nhiều thường xuyên đấy, cho đọc Kinh Thánh nhiều thường xuyên đấy, thì khi Chúa tỏ cho chúng ta điều gì đấy, lập tức là chúng ta là hiểu ngay, hiểu, vì là cái đoạn Kinh Thánh đấy làm sống lại cho chúng ta mà. Vì thế tại sao chúng ta phải đọc Kinh Thánh để giấu lời Chúa trong mình đấy, để không phạm tội cùng Chúa đấy, giấu lời Chúa trong mình đấy. Thế khi mà Thánh Linh nhắc một cái lời đấy thì cái lời thì nó sống động lại, đã hiểu ngay. Nên thông tin đấy là người ta có thể không nhận thông tin của Chúa mà Chúa vẫn nói thường xuyên anh chị em ạ, nhưng bởi vì cái trí tuệ người đấy không đổi mới và đầy rác rưởi, hoặc là họ không chịu làm việc, hoặc là không chịu làm việc bản thân, họ không chịu mà nâng cấp trí tuệ của họ để họ học hành,
Có nghĩa là cầu nguyện xong là đủ hết rồi, không cần phải học gì hết. Đọc cái kinh thánh thôi, không cần đọc cái sách vở gì hết, không cần đọc gì hết. Và ngu vẫn hoàn ngu. Chỉ có thêm là ngu thêm hơn, ngu nhiều hơn thôi, tôi ngu sâu, ngu nặng hơn, ngu đậm hơn thôi. Thì tri thức càng ngày nó càng nhiều mà. Tất nhiên cái tri thức ở trong xã hội đấy thì nó không thể so sánh được với tri thức của lời Chúa, anh chị em ạ, nó không thể so sánh được. Nhưng mà tri thức trong xã hội đấy nó giúp chúng ta ấy, để chúng ta hiểu được cái tri thức mà khi lời Chúa phán, khi Chúa phán với mình, thế là mình hiểu được là cái gì. Còn bằng không ấy thì chúng ta sẽ nói như là bông tiên tri nói mà chẳng hiểu được cái nghĩa gì cả. Từ ngày xưa đấy, Chúa tỏ cho ông tiên tri đấy, nhưng tiên tri thời đấy tri thức chưa phát hiện chuyện mà ông nhìn điều đấy nhưng ông không biết nó là cái gì cả, chỉ có biết ông việc ông làm chép lại thế thôi. Ông không làm được gì với cái lời tri thức đấy, ông chỉ biết công bố cái điều đó ra thôi, mà ông không giải nghĩa được nó chính xác thế nào cả. Ông chỉ chép lại, viết lại, Chúa nói, Chúa phán thế, chép lại viết như thế, thế thôi, xong truyền lại cho người khác, đấy Chúa phán, Chúa nói như vậy đấy. Còn hiểu rõ cụ thể thế nào đấy, như nào nó không biết. Cái bằng chứng là nhiều, là nhiều tiên tri thời cứu ước đấy, họ cũng dày giảng sai những kinh thánh, có thấy không anh em? Hay là chúng ta nói tiên tri Jonah đấy, được Chúa tỏ cho là đến đâu, đến thành Sodom Gomorrah đấy, hay đến thành Nineveh đấy, cái thành Nineveh đấy để mà giảng đấy. Ông nói thông tin đấy thôi, nhưng ông hiểu theo nghĩa của ông đấy, trong đó ý của Chúa thì khác. Thế là thành ra ông nói xong ông chỉ đi ra một nơi để ông đợi là quả đèn lửa trên trời giáng xuống đốt chạch sạch các bọn ấy cho hết luôn, để cho ông ấy đúng là để mọi người nói đúng quả thật ông tiên tri ông nói là quả thật điều đó xảy ra. Thế nhưng mà ông mãi ngồi mãi ông không thấy lửa từ trời giáng xuống biết cả. Thế mà cầu nhau ấy, như chúng ta đã học rồi đấy, chúng ta đã đọc trong kinh thánh đấy, vì lúc ấy trí tuệ ông đầy giác mà, thế là ông không hiểu được ý muốn của trời lúc đó. Chú muốn nói gì cho ông đấy, ông chỉ đơn giản là ông chỉ như là cái máy ghi âm xong phát lại thôi, chứ không 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 gọi là xử lý cái thông tin đấy cho mình đấy. Mà chúng ta khác hẳn anh chị em nhé, chúng ta khi chúng ta nghe thông tin này, nó xử lý thông tin ở trong mình này, biến đổi đời sống của mình này đấy, xong nó truyền lại thông tin đấy ra anh chị em ạ, theo cái bản sắc của mình anh chị em ạ, anh em hiểu ý chứ, theo cái sự tỏ ra của cho mình đấy, theo cái bản sắc của mình, theo ngôn ngữ của mình, ngôn ngữ mà Chúa dùng qua mình đấy để mà giải thích cho cái người mà Chúa đang muốn tỏ ra với loại người đấy, với cái miền đất đấy, với cái dân tộc cái đất đấy, mà hiểu được ngôn ngữ mà mình nói. Amen. Ông bà nhắc lại chuyện đấy, nhắc lại chuyện là bất kể thông tin nào đấy mà trước khi nó vào trong thần linh của mình đấy thì nó được đi qua trí tuệ của chúng ta, anh chị em ạ. Thì chưa đọc chưa nghe có thấy không? Thì chúng ta có hai cách nhá, một cái cách là chúng ta nhận từ Chúa Trời đúng không, trực tiếp từ thần linh, thấy không anh chị em? Yeah. Đôi chân của mình mà đôi chân chúng ta nhận trực tiếp từ Chúa này bằng cái tự giao riêng với Chúa này đấy, và nhận bằng thần linh từ nơi Chúa đấy. Đấy. Nhưng mà có một cách nữa là chúng ta nhận qua các bài học, bài giảng, đúng không? Vì Chúa cũng nói qua nhiều người mà, chúng ta qua nhiều sự kiện, sự việc mà. Đó, chúng ta đọc sách này, chúng ta nghe này, nghe bài giảng ở đấy, nghe đọc kinh thánh chẳng hạn này, nghe giảng giải kinh thánh này. Đấy, tức là nó vào trong trí tuệ của mình đấy. Thì qua trí tuệ đấy, xong nó vào đâu? Nó vào được tâm linh. Và mình mới mình nhận ra. Thì thế chúng ta rất cần là phải hai cái, nhớ nhớ cái đôi chân là đủ cả hai anh chị em nhé, không thể chỉ có mỗi chỉ nghe không được mà không tương giao riêng với Chúa Trời, đúng không? Mà không chỉ có chuyện là chỉ có tôi chỉ tương giao Chúa, tôi không thèm nghe một thằng nào hết, không học ai hết, xong lấy đoạn kinh thánh sau đó bẻ đoạn kinh thánh theo ý của mình đấy, rồi đấy các người sức giàu thôi, thì sức giàu đấy là dạy anh em, dạy các con, không cần ai dạy hết à, đấy thế chứ, thôi không cần ai dạy hết, sao dẹp hết tất cả các trường học đi, tất cả các trường tần học, các trường tìm của Chúa dẹp hết sạch luôn. Thế là đấy là bậy, là sai rồi, hiểu sai rồi. Thế mà nhiều kẻ nó ngu dại nó vẫn hiểu như thế, anh chưa? Để nên không đi vào thái cực đấy, vì thế chúng ta trong hội thánh trời thương chúng ta là rất là cân bằng, chúng ta học đi cả đôi chân mà. Đấy, tại cái bài toán mà tôi đi, bài toán mà Chúa đáp đẻ cho tôi là bài toán đi trong sự cân bằng, anh chị em ạ. Vì tôi nhận thức rằng mình đi trên dây, mình là nghệ sĩ của Chúa đi trên dây, anh chị em ạ, rất là cân bằng.
mình đi trên dây đấy thì mình đi sang bờ bên kia, còn người khác đấy tức là sang bờ từ cái nơi này đến nơi kia của chú đưa cửa hẹp đấy thì đưa đi qua dây, có thể nói nôm na đi qua dây là đi rất khó, anh chị ạ, cửa hẹp mà, nên mình nghệ thuật đi trên dây để thăng bằng để mà trượt một phát từ bên nọ sang bên kia đến cái nơi cái bờ mà chú gọi mình đến là được. Thế còn nếu mà mình mà không biết đi trên dây đấy thì thôi thăng bằng ngã lộn tùng phèo, chứ đi được có mấy bước ngã lộn tùng phèo ở ngay cái vạch vạch xuất phát rồi, là nhiều hội thánh đấy họ ngã lộn tùng phèo ở ngay vạch vạch xuất phát rồi, đi sang thái cực rồi. Chúng ta cần cân bằng anh chị ạ, cần đi rất cân bằng để đi được đến đích luôn. Chúng ta nhớ chúng ta nghệ sĩ đi trên dây. Anh Trung chị Chi nhá, em Thủy nhá, em Thủy em thì đâu rồi, à, chị Hương nhá, mình đấy, mình là nghệ sĩ đi trên dây đấy của Chúa đấy, nên rất cần sự cân bằng anh chị ạ. Nên vì chúng ta nói đây đang nói phần gì nhỉ? À nói phần mà tiếp nhận thông tin đúng không? Vì là đang tiện cái câu nói mục sư Natasha dạy đây là trí, bất kể thông tin nào đấy, bước trước khi nó vào trong trí và thần linh của ta thì nó đi qua trí tuệ của mình đấy. Đây nó vẫn là đây nó vẫn là một thái cực anh chị em nhé, đúng không? Vẫn là một cái chân, chân này chân nhận mình nhận từ phía ngoài mà, đúng không? Lưu tượng bà dạy là bất kể thông tin nào trước khi vào trong thần linh của mình thì nó phải đi qua trí tuệ của mình đấy, bà nói như vậy. Thế nhưng mà khi chúng ta đấy là nói về cách là chúng ta học từ nơi khác đúng không, học từ thầy nọ thầy kia, học từ bài học từ người khác, nhưng nếu mà ở tức là ở thái cực đấy, còn chúng ta ở cái thái khác, ở cái chân khác đấy, chân khác chúng ta nhận trực tiếp từ Chúa mà, đúng không, từ thần của Chúa, thần của Chúa sinh lại trong thần quan tư cảm đấy, đấy nó đưa xuống cho mình đúng không, cái thông tin đấy của Chúa ấy, từ thần quan tư cảm đưa xuống cho mình, thấy chưa? Tức nó cái thông tin nó có ở trong thần rồi, trong thần Chúa có rồi, đã có rồi, tức là khác hẳn với cái điều mà bà đang dạy ở đây. Điều bà dạy đây cái câu này là bất kể thông tin nào trước khi vào trong tâm linh đều phải đi qua trí tuệ đấy, chỉ đúng một phần thôi, tôi chỉnh lại ngay anh chị em ạ, chúng ta học trong đi đi dây mà chỉ đúng một phần mà tôi chỉ ra ngay, anh chị em thấy có lý không? Đó dạy này, nó dạy đây ở đây là vẫn chưa chuẩn nhá, đúng không, nó chỉ ở một một khía cạnh thôi, khía cạnh chúng ta nhận từ phía ngoài thôi bằng cái chân thôi, nhưng còn chân kia là chân Đức Thánh Linh đã ở trong chúng ta rồi, mà đang nói với con người tin Chúa ấy, được sinh lại bởi Chúa Thánh Linh đấy thì ở trong đây thôi, mà thần linh của Chúa vào trong thần linh của ta thôi, thì về thế cái thần linh của chúng ta đấy thì ngược lại cơ, cái thông tin từ thần linh của Chúa đấy đấy nó đã vào trong thần vào trong tâm linh của chúng ta rồi, nó đổ xuống tâm địa, đổ xuống thần quan tư cảm, từ thần quan tư cảm nó đổ xuống lương tâm, nó đổ xuống đâu ạ, đổ xuống linh tính đấy, sau đó mới đổ xuống gì ạ, đổ xuống trí tuệ của mình để trí tuệ mình được thay đổi đấy. Đấy vì thế mà có cái câu chính thế đấy mà mới lời Chúa mới nói rằng anh em hãy đổi mới tâm trí của mình là ở chỗ đấy đấy, nhờ cái chuyện mà từ thần này đổ xuống để làm đổi mới đấy, nhờ chuyện đấy. Tất nhiên là một phần, sau đó là cả chất từ, nói chung là từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong nữa mà. Chúa trời đấy, Ngài giúp chúng ta như vậy cả từ nội công ngoại kích luôn. Nội công là thần của Chúa từ trong mình phóng ra nhá. Sau ngoại công là từ phía ngoài mình học của người khác đấy, cũng tấn công vào. Đấy. Nội công ngoại kích luôn, đầy đủ luôn để mà chiến thắng toàn vẹn luôn mà. Thì Chúa làm cái gì cũng để muốn cho tối đa cho chúng ta mà anh chị ạ. Cân bằng mà tối đa. Tại nếu mà mình ấy mà chỉ để theo cái nghĩa rằng tôi chỉ cần nhận từ Chúa mà thôi đấy, anh chị em ạ, thì Chúa biết đi cái thái cực này sẽ lệch, bởi vì người ta sẽ đi với cái chuyện là người ta sẽ nghĩ rằng người ta không cần học ai khác nữa, người ta trở nên kiêu ngạo, người ta bảo, tôi có thần Chúa tôi không cần ai dạy nữa, có thôi đấy, Chúa hiểu điều đấy mà, Chúa biết điều đấy nên là không được, sẽ kiêu ngạo. Nhưng ngược lại đi cái thái cực kia là tôi chỉ học người khác thôi, học ông thầy ông cha ông giám mục ông giáo hoàng ABC thôi, thì đã đi thái cực khác. Và chúng ta ngày nay chúng ta thấy ở nhiều giáo hội kháng cách với giáo hội Công giáo đúng không, họ tôn sùng giáo hoàng cha thánh rồi mục sư giáo sư tiên tri gì của họ đấy, họ không chịu làm việc bản thân họ cả, cái gì họ cứ nghe từ mục sư giáo sư hay là cha đạo nói ra họ amen amen và coi như là Đức Chúa Trời đang nói ông đấy, còn bản thân mình không nói đấy và cũng thái cực luôn. Nhìn thấy cho anh chị em chúng ta cần cân bằng.
Châm ngôn đoạn 4 câu 7 có nói là quan trọng nhất là sự khôn ngoan. Vì thế mà hãy có được sự khôn ngoan. Hãy dùng mọi tài vật của con ấy mà mua sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan điều cần nhất này. Vậy khá cầu sự khôn ngoan, hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng ấy. Vì thế tại sao mà trong Kinh Thánh con nói cả về kể cái chuyện cả mà phần 10 nữa ấy, phần 10 của dâng ấy. Đấy cũng là cái gợi ý chúng ta ấy, để mà biết dùng tiền khi dâng cho Chúa đấy, là dâng cho Chúa ở nghĩa là mình tôn trọng kiến thức tất cả cái gì nơi Chúa đấy, anh chị em, để học cái cách từ đấy. Và trong Kinh Thánh, cái đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc ấy, trong sách Châm ngôn đoạn mấy, đoạn 4 câu 7 đấy, là sự khôn ngoan là điều cần nhất. Vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan, hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng. Tức mình dùng tiền đấy để mình mua, mình học đấy, mình trả tiền ra là mình học đấy, trả tiền ra là mình nhận được sự khôn ngoan thông sáng đấy. Nên trong chỗ khác còn nói là chớ để hề bán đi nữa, cũng sách Châm ngôn đấy. Tiếp là Châm ngôn đoạn 8 câu 9 nữa này. Thầy đều rõ ràng cho người nào hiểu biết và ngay thẳng cho người nào tìm tri thức. Đấy, từ câu Kinh Thánh này đấy, tính Nga nói là họ đấy được rõ ràng cho sự hiểu và công bình cho sự nhận tri thức. Để mình xem tiếng tiếng Việt mình dịch đấy là thầy đều rõ ràng cho người nào hiểu biết, tức sự khôn ngoan đấy, tức khi Chúa dạy đấy, người nào hiểu biết và ngay thẳng cho người nào tìm sự tri thức, ngay thẳng công bình đấy, chính trực công bình đấy, ngay thẳng đấy, tức người nào người đi tìm tri thức, cái người ấy phải tìm tri thức, cái người nào mà hiểu biết, ưa hiểu biết đấy, ưa hiểu biết, ưa tri thức đấy thì người mới tìm được. Ngày hôm nay rất nhiều cơ đốc nhân ấy, họ không ưa hiểu biết, không ưa tri thức anh chị em, mà họ ưa tiền, ưa danh vọng, ưa địa vị, ưa phép lạ. Họ không, họ ưa chữa lành, ưa đuổi quỷ, ưa sức giàu, nhưng họ không ưa tri thức. Mà Kinh Thánh nói là điều khôn ngoan, điều cần nhất là khôn ngoan. Con khôn ngoan con sẽ biết là phép lạ ở đâu ra, chữa lành ở đâu ra, tiền bạc ở đâu ra, thì con khôn ngoan ấy con sẽ biết hết, lấy cái ở đâu ra hết. Điều khôn ngoan. Nên thành ra cái người mà tìm sự khôn ngoan ấy, tìm tri thức ấy, tìm kiến thức ấy, thì người đấy sẽ rõ ràng sẽ nhận ra. Tức là cái chuyện mà chúng ta nói về cái chuyện mà sự khôn ngoan phải bỏ tiền ra để mà mua đấy. Tức là sự khôn ngoan ấy nó không đưa cho chúng ta cách dễ dàng đâu anh chị em ạ. Một cách từ rơi trời bứt phát rơi xuống thật khôn ngoan đâu, mà nó cần phải trả giá. Amen. Cần trả giá đấy. Nó sự khôn ngoan. Và sự khôn ngoan ấy mà chúng ta vừa đọc ở câu vừa rồi đấy. Đây này. Đấy, là nó phải làm bạn ra. Nó làm bạn với cái người hiểu biết và người tri thức, thấy không? Cái người nào mà tìm sự hiểu biết, tìm tri thức đấy, đấy sự khôn ngoan nó sẽ làm đạn người đấy. Sẽ đồng với company với người đấy. Trong một công ty với người đấy, anh chị em ạ. Và câu 12 có nói này, ta là sự khôn ngoan đồng ở với sự thông minh và tìm được sự hiểu biết sự dễ dặt, thấy không? Từ sự thông minh này, thông minh là tốt anh chị em ạ. Đó, nhưng nhiều người họ chỉ dừng ở mức độ thông minh thôi thì chưa được. Mà sự khôn ngoan nó sẽ có cả, nó sẽ đánh bạn cả sự thông minh, nó đồng với sự thông minh đây, kia là sự ta là sự khôn ngoan đồng ở với sự thông minh. Tìm sự hiểu biết và sự dè dặt. Dè dặt là sự gì? Sự dè dặt là sự được tiết độ đấy chị em ạ. Rồi cái tri thức học thức đấy, cái điều mà chúng ta nói học thức mà thêm sự tiết độ sự học thức đấy. Học thức là sự mà đoán định đấy, đoán định phân biệt lành dữ đấy, trái phải, sai phải đấy, sai trái,
phải đúng nào đấy. Nên là vì thế cái câu Kinh Thánh ấy đây, Premutros là tiếng Nga ấy, là Premutros là hiệu tiếng Nga ở cái câu này, ta là sự khôn ngoan đấy, thì nó không đơn giản sự khôn ngoan mà chúng ta hay nói ở đây đâu. Đây, ta là sự khôn ngoan đây này, thì tiếng Nga của nó ấy, là cái từ là Premutros, tức là Mutros là sự khôn ngoan nhé, mà Premutros tức là trước sự khôn ngoan đấy anh chị ạ, hay trên sự khôn ngoan đấy, hay vượt hơn sự khôn ngoan đấy, hơn nữa cơ. Tiếng Nga nó dùng cái prefix đấy là cái gì, cái từ đầu đấy, cái câu từ ở đầu đấy, prefix đấy, để nói luôn, nó nhấn mạnh về sự khôn ngoan, nó nổi trội hơn đấy. Là chìa khóa để nhận được sự khôn ngoan đó, sự thông hiểu, để chưa? Sự thông sáng, thông hiểu đấy. Vì thế mà chúng ta cần phải là thường xuyên tự học để mà xử lý cái trái tim, xin xử lý tư duy của mình đấy, anh chị, xử lý trí tuệ của mình đấy bằng cái thông tin có ích đó. Tại sự thông hiểu ấy, chúng ta nói rồi thì thông hiểu là gì được, đúng không? Thông biết, thông hiểu đấy là mình trí thức đấy, mình biết được cái thiệt của mình mà. Thế thì nói thì mình phải phân tích nó rõ ràng ra là cái gì đã, xong áp dụng đời sống của mình ra sao. Thế tức là cần làm việc với bản thân đấy, làm việc cá nhân của mình đấy, rèn tập với bản thân mình đấy, và tự học đấy, cái khả năng tự học đấy, không phải mình đi học ai đâu mà mình tự học đấy, mình đi học là đến chuyện rồi, nhưng tự học còn nhiều hơn anh chị em ạ. Đối với người khôn ngoan, họ tự học, thời gian tự học họ rất nhiều, họ đi học là 10 năm nhưng họ tự học là 100 năm anh chị em, họ đi học có một tháng thôi nhưng họ tự học đấy là 20 năm, học thì học một tháng thôi nhưng tự học phải 20 năm luôn, thì tự học chứ không phải là nhiều người họ là lười học anh chị em, họ nghĩ là cứ đi học đâu thế là xong rồi, không cần về nhà không cần tự học nữa đấy, mà người suốt ngày ngu dại thôi. Cái người mà không tự học đấy là người ngu dại, vì họ cứ tưởng là họ nghe được đâu đó trong hội thánh, nghe được đâu đó trong trường học, thế họ biết hết thôi rồi xong không, đấy nó chỉ là một chấm nhỏ thôi, cái điều họ nghe được đấy nó chỉ là cái hạt giống cho họ thôi, bây giờ họ cần phải gieo hạt giống đó trong cái quá trình tự học đấy, là mình đang gieo hạt giống đấy, đang đào bới sấy hạt giống để cho nó chết, rồi bắt đầu nó đâm chồi nảy lọc đủ các thứ đấy, mình làm việc với cái thông tin đấy. Thì cái quá trình mình thường xuyên tự học đấy. Thế sau đó là khi mình tự học nhé, thì mình sẽ tổng kết được nhiều thứ, nhiều cái điều mình học được đấy, mình tổng kết được, mình vẽ ra, mình sắp xếp nó được nhiều cái tri thức lại với nhau cho mình luôn đấy anh chị ạ. Đấy, cái điều đó nó xây dựng luôn chính cái trí tuệ của mình nữa, tức là xây dựng chính đời sống của mình đấy anh chị ạ, xây dựng luôn cái nếp nghĩ của mình này, là cái nếp nghĩ đấy chính là mình ở trên trời đấy anh chị ạ, mình về trời ấy, đó là mình đấy, chứ không phải ăn uống cái gì để cho nó cơ bắp ở đây là thân thể đâu, mà cơ bắp này thân thể nó bỏ lại dưới đất hết mà. Thì chúng ta ăn cái uống cái thịt thì ăn uống cái thức ăn nào thì nó xây dựng cơ bắp đúng không? Thiếu vitamin thì uống, thiếu sắt, thiếu kẽm, thiếu đồng, thiếu nhôm, thiếu gì đấy thì uống cái loại đấy để mà có thêm khoáng chất cho cơ thể, chỉ được thân thể thôi, nhưng nó không được lợi ích là mấy cả, cái thân thể đấy bỏ nó hết dưới đất. Nhưng mà khi mà chúng ta mà làm việc với trí tuệ của mình đấy anh chị em ạ, đấy thì xây dựng cái nếp nghĩ của mình đấy, đấy cái thân thể đấy là còn lại đời đời mang lại về trời, khi chết mang theo được đi rồi, cái điều đấy mang theo được. Thế tại sao mình cần làm việc đấy, làm việc tự quá trình tự học của mình đấy, thì cái thông tin mà khi mà mình làm việc với nó trong trí tuệ của mình đấy, xong mình sắp đặt nó, xong mình làm thành cái của mình đấy, chưa mình trở thành là mình nhận được những cái sự khải tượng mới nữa, những sự bày tỏ mới của Chúa nữa. Hay nếu ai đó mà nằm trong lĩnh vực về nghiên cứu khoa học ấy thì họ sẽ phát minh khoa học, phải chưa, có những phát minh khoa học là như vậy đấy, các nhà phát minh khoa học họ đều phải qua trải qua cái thời kỳ đó, là họ phải làm việc, họ rất nhiều chị, họ nghiên cứu, họ mày mò, họ ghi chép anh chị, họ cân đong đo đếm đủ các thứ đấy anh chị em ạ, mới làm được đấy. Thí dụ như là chúng ta nói về cái loại vaccine chống virus chủng cộng chẳng hạn, hay bất kể loại thuốc nào mà đến anh em để anh em mua đấy, họ phải làm qua chuyện đó chứ, rồi nghiên cứu, họ mày mò cân đong đo đếm, rồi thí nghiệm đủ các thứ đấy, ghi chép thất bại đủ kiểu, như đổ vỡ đủ các thứ, sau đó mới ra được cái thuốc để mà cho ai đó là chúng ta uống để mà chữa bệnh đấy. Amen. Amen. Chẳng hạn như là Như chiếc xe.
Vâng, chẳng hạn như tôi bị khi mà tôi tiêm cái vaccine tặng Chúa nghe lời Chúa, tôi tiêm vaccine Moderna đấy. Đấy, tiêm đấy thì là sao ạ? Vaccine thứ hai sao nó bị phản ứng phụ đấy, sốt đấy. Sao mình cứ nằm cả ngày anh chị em ạ? Mình không dùng thuốc mà. Cả ngày thôi. Xong cũng đắp đắp khăn ướt lên đầu, chả thấy nó vẫn sốt thêm, chả thấy hạ gì cả. Cầu nguyện chả thấy hạ gì cả anh chị em ạ. Thấy không? Thế mà đến khi mà tự dưng thì tìm thấy viên thuốc paracetamol, mình không biết mình để đâu, lại có trong cái tủ thuốc của mình, trong cái hộp thuốc đấy của mình có 4 viên từ năm ngoái ở đâu đấy còn lại vẫn còn hạn. Thế mới chơi 2 viên luôn anh chị em ạ. Thế là cộng thêm với cả chị Chi là xui, không biết xui hay dậy đấy, là ướp đá nữa, lấy đá về ướp nữa, ướp đá lạnh đến nhiệt độ nó rơi xuống còn 35,4 nữa anh ạ. Uống xong rồi nằm xong lại ướp đá vào, lúc đặt đá lên đầu, đặt đá lên xong rồi cắm nhiệt độ, xong rồi đến lúc mở mắt ra nhìn thấy ô 35,4, người lạnh hết rồi, lạnh người rồi. Thôi xong, đá tan rồi. Mà đấy là nhờ cái viên thuốc thì đúng hơn anh chị ạ, thấy chưa? Chỉ nhờ cái thông tin thôi mà xử lý được luôn, lợi cho mình đấy. Nhờ cái thông tin người khác họ đã làm được ra cái kết quả thành quả đấy, về xử lý về thể xác cho mình luôn, nó hạ nhiệt độ của cơ thể luôn, rất đơn giản. Chứ trong khi đó mà ngồi cứ cầu nguyện gò hét của thứ chả thấy đỡ gì cả, vì Chúa có luật của Ngài mà. Ở đây không có nói về đức tin hay không tin đây cả, đây nói sự khôn ngoan anh chị ạ, nói đức tin cho sự khôn ngoan, đức tin thông thái đấy, không đức tin ngu dại, đức tin mù quáng đâu, đức tin khôn ngoan. Thế thôi, thì đấy, thay vì là mình ngồi mình cứ cầu nguyện hò hét coi như có thể là 1 tuần sau thì có thể là hạ nhiệt độ anh em, nhưng tạ ơn Chúa có cái viên thuốc đấy, chỉ có mấy mấy chục phút thôi là xong luôn, thì thời gian đấy mình khỏe, mình làm việc khác, làm công việc khác nhiều hơn là phải ngồi đấy mà cứ tập trung cầu nguyện phép lạ để cho nó hết ốm trong vòng cả 1 2 tuần. Cơm. Thầy ơi, Dạ. thường sốt á, có thể sốt cao quá, không phải đợi chứ 1 tuần mới hết sốt đâu, nó lệ mà cao quá mà 2 3 ngày thôi, thì cái một cái lúc nào nó lên là giật kinh phong luôn á, chứ À. không phải chờ tới 1 tuần đâu ạ. Vâng, có thể thế. Nó nóng quá đó, vâng, nó lên thần kinh Vâng. Đến sốt cao quá mà thì cơ thể nó không chịu cao quá, nổi và nó vâng. bị tàu hỏa đấy, bị gọi là bị loạn đấy. Dạ, nó giật qua thần kinh luôn. Vâng, Tẩu lại hệ thống thần kinh luôn. quả bị sốt chứ không phải tẩu quả vì đọc Xin Chúa cho sự khôn ngoan cho những nhà bác học bác sĩ đấy, có cái thuốc đấy để giúp chúng ta mà, chúng ta phải biết sử dụng thôi, chứ đừng có mà theo thái cực là không dùng cái thuốc nào cả. Và anh chị biết không, ở Việt Nam đấy có người mà không dùng cái thuốc nào cuối cùng vẫn phải dùng thuốc anh chị, bởi vì sắp chết mà. Có bà mục sư nổi tiếng ở Việt Nam, tôi không nói tên đây, bà trong cái trường trường phái ốm không bao giờ dùng thuốc anh chị ạ. Sau đây bà ấy vẫn còn không phải già lắm nhưng bà bị tai biến mạch máu não thôi, đách bắt buộc là phải vào bệnh viện rồi anh chị ạ. Thế chú làm cho tai biến mạch máu não đấy, không thể ngồi đấy mà mọi cả hội đánh cầu nguyện cho bà để không cần đến bệnh viện nữa rồi, vì bà là thuộc dạng người không đến bệnh viện, vì bà còn sống mà, bà ấy còn hoạt động chạm được mà, nên bà không xuống không đến bệnh viện, nên Chúa đã thế ta cho ngươi được liệt luôn, để bây giờ ngươi không còn phản ứng được, người ta phải bê ngươi bệnh viện cơ chứ không cần hỏi ý kiến ngươi nữa, vì hỏi ý kiến ngươi đấy thì ngươi bảo là không không đến bệnh viện, không không đến, không đến, không đến, thì bây giờ cho liệt luôn để mà người khác bê đến bệnh viện này chưa. Đấy chưa? Kiêu ngạo quá mà. Tức nhiều nhiều họ đi cái thái cực quá. Họ cứ tưởng đấy là sự đức tin nhá, nhiều người họ nhầm tưởng đấy đức tin. Nhưng mà chúng ta hay học đức tin là gì đúng không? Đức tin là tin gì mà Chúa nói và làm theo mà. Chứ phải tin ý của mình nhá, không phải là mình cái điều mình mong muốn xong mình ép Chúa phải làm theo ý muốn của mình. Nên khác hẳn đấy, cái người đầy tớ của Chúa khác hẳn với
người phục vụ Chúa nó khác hẳn với người mà phục vụ bộ của mình ấy, phục vụ giáo hội của mình là như thế đấy chứ. Cái người phục vụ Chúa nhá thì họ sẵn sàng bỏ hết cả ý tưởng của mình, những cái gọi là định kiến của mình đấy, tất cả ý tưởng, ý kiến, chương trình của mình họ sẵn sàng bỏ hết để mà để ý Chúa được lên, để chương trình Chúa được lên. Còn người phục vụ giáo hội đấy, phục cái bộ của mình đấy, thì không, tôi vì tin này phải cái này, không chấp nhận cái khác. Mà dù kinh thánh không nói chuyện đó, anh chị ạ, hay nói một phần thôi. Chú muốn ấy, để cho chúng ta ấy, quay trở lại vào cái thời mà Adam ấy, thì Adam khôn không? Anh chị em nhớ ông Adam không? Adam ông đưa cái con vật nào đến trước mặt Adam, ông nói hết tên ra, xong trở thành tên của nó luôn. Tức là Adam ấy có sự thông minh đến mức độ ấy, mà hiểu được bản chất của từ con vật mà, nên ông đặt tên cho nó luôn. Tức là nói nôm na con vật đấy thì nó tượng trưng cho công việc, anh chị em, công việc đấy trong chính trị, thương mại, truyền thông, thể thao đấy, nó con vật thôi, nó là con vật thôi mà. Đấy, thì họ biết từng cái việc một luôn và đặt tên nó phải thế này, thế này, thế kia. Đấy, chú muốn ấy, con người phải giống Chúa chứ đấy, là khôn khôn như thế anh chị ạ, khôn như thầy Adam đấy. Chứ là Adam mà không phạm tội rồi, chúng ta hiểu thầy Adam trước tiên ấy không phạm tội đấy, thì quay trở lại chuyện đấy để sử dụng cái trí tuệ của mình mà Chúa ban cho để mà sáng tạo, thì cái cần phải làm việc với trí óc của mình mà. Cần phải học hành thường xuyên nhá, cần phải nâng cao sự tự mình tự học bản thân mình, tự học thường xuyên luôn. Mà anh chị em có để ý không, tại sao mà sứ đồ Phao-lô đấy được viết được nhiều sách hơn các sứ đồ khác không? Thế không anh chị em? Dạ, ông là học giả, ông thông minh lắm. Ông học mà, ông chưa học mà. Được, sứ đồ Giăng đấy tuyệt vời, cũng tuyệt vời, sứ đồ Phi-e cũng tuyệt vời. Thế nhưng mà những sách mà để mà gây dựng cho thân thể Chúa đức mức độ mà gọi là mức độ rất là global đấy, như là ông Phao-lô, ông cả dân ngoại mà, cả dân dân Chúa và dân ngoại đúng không? Ông đi hết luôn, đi khắp nơi rồi, các thứ của ông ấy, và ông viết ra nhiều sách đến cả nửa sách Tân Ước, nửa sách Tân Ước là ông viết. Thế Chúa dùng ông nhiều như thế bởi vì ông làm với sự đầu đó với ông ấy, ông làm với thông tin, ông làm việc. Còn sứ đồ Giăng, sứ đồ Phao-lô thì sao ạ? Đánh cá. Ăn đã, thấy Chúa Giêsu sao ạ? Bị đóng đinh, sau đó thôi, thôi chán đời rồi, chủ mình bị đóng đinh chết rồi, thôi. Thế bây giờ chẳng thì thôi đi chuyển về nghề cũ thôi. Hồi xưa mình đi đánh cá mà. Thế bây giờ Chúa chết rồi, đóng đinh rồi, bị chết, nhục quá. Thôi bây giờ thầy đi đánh cá đây, không lấy đánh cá, lấy tìm ăn đây. Thế đi đánh cá, hãy quay trở lại đi đánh cá. Đầu tiên thì ông làm việc với trí tuệ của ông đấy và là Chúa dùng. Vì thế mà cái tài sản của ông Führer đấy và tài sản của ông Phao-lô đấy, tất cả những người đấy đều có tên trong tường thành Jerusalem đúng không? 12 viên đá đấy, 12 cửa đấy, đều tên 12 sứ đồ đấy, từ trên 12 chi phái của Chúa đấy, đều có tên đấy cả. Nhưng mà cái tài sản của ông Phao-lô đấy là tài sản khủng đấy anh chị ạ, tài sản khủng đấy. Thầy ơi, dạ. Có lần tụi em mới là tụi em nói chuyện với một số người á, họ giỏi lắm, họ thông minh lắm, tụi em thèm, em bảo ôi cái người này mà gặp được Chúa thì chắc Chúa sử dụng cái sự thông minh này thì rất là sinh lợi ra cho dân Chúa lắm nè. Em thèm lắm, thầy, mấy cái người mà thông minh á, giỏi dạ, mà họ biết đường lối của Chúa là em bảo là vô là chúng đề thôi,
mà cái quan trọng làm sao để cho họ được gặp Chúa đấy chứ, còn không cái thông minh khôn sáng thì họ lại đi tìm cho thế gian. Thực ra có mấy nhiều người tụi em gặp mà họ thông minh mà giỏi lý luận cũng thích lắm, mà cái này Và chỉ cần học gặp được Chúa thôi là thôi tuyệt vời. chuyển đấy, và chuyển đấy cho Chúa là tuyệt vời mà. Những người đấy, Chúa sẽ dùng chúng ta để mà đánh bại họ đấy, xem họ được khuất phục đấy, thì họ sẽ nhìn thấy sự khôn ngoan, họ sẽ quay lại tìm Chúa thôi. Sau đó những cái sự mà thông minh mà họ có đấy, thì sẽ được chuyển vào theo quỹ đạo của Chúa mà. Ok, chúng ta tiếp tục về Luca đoạn 2 câu 46 47 này. Con nói về chuyện Chúa Giêsu là khỏi 3 ngày gặp Ngài tại trong đền thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi. Ai nấy nghe đều lạ khen về sự khôn ngoan lời đối đáp của Ngài. Tức là lúc đấy Chúa Giêsu cũng 12 tuổi đúng không? Đấy. Ngài lên đền để vượt qua đấy, để học đấy. Tại trong 3 ngày nhé, Ngài tại đền thờ này, ngồi giữa mấy thầy thông thái vừa nghe vừa hỏi. Cái chú vẫn học nữa đấy, hỏi để học đấy. Mà dù Ngài biết rồi nhá, thần linh Ngài biết, nhưng linh hồn Ngài cũng cần, anh chị thấy không? Tại linh hồn, chúng ta biết linh hồn là cái sản phẩm của thần linh vào thể xác mà, thì linh hồn nó cần phát triển đấy, linh hồn Chúa Giêsu cần phát triển mà. Vì thế Ngài nghe và học, Ngài hỏi, Ngài mặc dù Ngài đã biết lấy được các thứ từ cha của mình rồi đúng không, Ngài biết hết rồi, nhưng Ngài vẫn học ở phía ngoài nữa đấy, để cho dạy chúng ta ấy, đi đôi chân, hai cái chân đấy để đi đấy. Nên thành ra là trong đoạn này chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu ấy, Ngài cũng gọi là làm việc với trí tuệ của Ngài qua cái sự mà, qua sự gì, qua sự mà nhận được thông tin đấy anh chị ạ. Vì có nói là vừa nghe vừa hỏi mà, hỏi là nhận thông tin đấy, vì ta biết hỏi mà, hỏi như là cái móc ấy, cái móc thông tin ra. Đấy, tức là Ngài cũng ngồi nghe các thầy thông giáo nói giảng giải các thứ, sau rồi trong quá trình Ngài nghe đấy thì Ngài cũng sắp xếp trí tuệ của mình đấy, đấy trí tuệ của Ngài đấy, Ngài cũng sắp xếp, tức là Ngài cũng làm việc với trí tuệ của Ngài đấy để nhận thức thông tin, nhận kiến thức, vừa nghe vừa hỏi, vừa nghe vừa hỏi để học đấy. Ở đây không nói vừa nghe vừa dạy đúng không, ở đây Kinh Thánh nói là Chúa Giêsu vừa nghe vừa hỏi đấy, chứ không nói vừa nghe vừa dạy đâu, sau này Ngài mới dạy. Nhưng có sự đối đáp đây, ai lấy nghe đều lạ khen về sự khôn ngoan lời đối đáp của Ngài này, bởi vì sự khôn ngoan của Chúa nằm trong sự câu hỏi, anh chị ạ. Nhiều câu hỏi đấy, nhiều câu hỏi rất là khôn anh chị ạ. Nhiều câu hỏi khi ta đặt câu hỏi nhé, với người người hỏi đấy, người được hỏi đấy không biết trả lời thế nào anh chị ạ. Người được hỏi thuộc là cao thủ nhá, nhưng mà khi ta câu hỏi đấy, người trả lời tắc ngứa họng luôn nhá, không biết trả lời là sao nữa. Về câu hỏi này nó khôn quá, câu hỏi này nó coi như là, nó coi như là sâu nặng quá, chứ tổng cô đọng quá, đẳng cấp quá, họ không biết trả lời ra sao, họ phục về câu hỏi đấy. Nên vì thế mà anh chị em ạ, nhiều người chúng ta chỉ cần đặt câu hỏi thôi, người ta có thể là xác định được sự thông minh người khác bằng sự câu hỏi của người đấy anh chị em ạ. Đấy, hỏi câu hỏi gì đấy, hỏi vớ vẩn đấy, thì sự thông minh trong đầu chỉ toàn là kiểu đấy thôi, cái giá trị, hệ thống giá trị là người thế thôi. Nhưng mà khi mà hỏi câu hỏi đấy và giá trị đấy à, thì biết là à, cái người này thực ra tầm cỡ như nào. Nên vì thế mà số lượng các câu hỏi chúng ta đấy ở trong cái lĩnh vực này hay lĩnh vực kia, nó sẽ xác định cả cái trí tuệ, xác định cả cái kiến thức chúng ta nữa trong lĩnh vực đấy. Nên chúng ta phải có một câu hỏi trong lĩnh vực nào đó, lĩnh vực nào chúng ta quan tâm đến đấy. Thì thế tại sao chúng ta phải dạy về đi như do thám ấy, sư gọi là đi do thám sứ đấy, do thám sứ là đặt câu hỏi đúng không, nó mạnh chỗ nào, nó yếu chỗ nào, nó có cái gì, đấy là câu hỏi đấy. Lĩnh vực về khoa học kỹ thuật, lĩnh vực về chính trị, lĩnh vực về truyền thông, lĩnh vực về tâm linh, lĩnh vực về hội thánh, lĩnh vực về Babylon, lĩnh vực về gì đấy, tôi phải hỏi nó chậm. Lĩnh vực về đồng tiền luyến ái, lĩnh vực về Việt Nam đấy, mình đặt câu hỏi, đặt câu hỏi thì nó ra thôi, phải đặt câu hỏi nó mới ra mà. Thế mình ra câu hỏi trong cái lĩnh vực mà mình được kêu gọi đấy, trong cái gì nữa, trong cái gọi là nghề nghiệp của mình đấy, rồi mình ghi chép cái câu hỏi đấy đúng không, chứ không mình hỏi xong mình quên luôn, mình chả hỏi lúc nào. Tại nhiều người họ hỏi xong họ quên luôn chứ, họ nhận câu trả lời nhưng họ quên luôn, xong rồi đến về sau họ hỏi tiếp, sau đến 1 năm sau họ lại hỏi tiếp, sau 10 năm sau họ lại hỏi tiếp câu hỏi nữa,
Người đó họ không chịu làm việc với trí tuệ họ, họ ra câu hỏi thì mới đầu có vẻ là khôn lắm, mình cứ tưởng thế, nhưng mà vì họ chỉ ra câu hỏi cái lúc đấy thôi, vì lúc đấy thời đấy là họ đang là thanh xuân, họ đang còn trẻ, họ đang kiểu như là ham hỏi, ham học, nhưng sau đó họ không phát triển tiếp, họ kiêu ngạo nghĩ thế là đủ hết rồi, quách rồi, tôi biết hết rồi, thế thôi, thế là dừng lại ở mức độ đấy luôn, không thêm nữa. Thì mấy năm sau vẫn tiếp tục ra câu hỏi ngô nghê tiếp. Để ngô nghê thì chúng ta có thể nôm na rằng, nôm na tương tự như là sinh viên đại học chẳng hạn đấy, đi học đại học rồi nhá, thế sau đó lại vẫn hỏi thầy ơi thầy 5 nhân 7 bằng bao nhiêu ạ? Ô thầy ngạc nhiên là sao câu hỏi này bây giờ em còn hỏi á, em học đại học rồi mà em vẫn hỏi câu hỏi 5 nhân 7 bằng bao nhiêu á, thế bảng cửu chương em không thuộc à? Thì câu hỏi đấy với cái hội mà mới đẻ đấy, ừ thì đấy là câu hỏi khác thông minh. Ừ, đúng rồi, câu hỏi này với cậu đấy vào 20 năm trước thì đúng là cậu là giỏi thật đấy, vì là lúc đấy cậu có 2 tháng tuổi thôi mà cậu dám mở câu hỏi là thưa thầy năm cậu 5 x 7 bao nhiêu, đứa giỏi thật, có 2 tháng tuổi thôi mà đã ra câu hỏi này rồi thì anh khen rồi. Sau đến 1 năm sau ấy, ta 1 năm 2 tháng tuổi sau cũng ra câu hỏi đấy, ô hay rồi, 1 năm 2 tháng tuổi tôi mọi người chưa biết nói mà đứa này nó ra câu hỏi, một câu hỏi là 5 x 7 bằng bao nhiêu, giỏi thật đấy. Thế nhưng đến 20 năm sau đấy thì là học học đại học rồi mà vẫn ra câu hỏi 5 x 7 bằng bao nhiêu nữa thì thôi rồi, không hết hết đấy là không bình thường rồi. Thế thì phải ghi lại các câu hỏi chưa? Ghi lại. Và ghi lại cả câu trả lời nữa. Ở trong các bài học của mình này, trong sách vở mình học này, trong internet này, trong bài giảng này. Đấy, mình ghi chép lại những gì mình xong mình tổng kết cho mình luôn đấy. Cái đấy cho mình mà. Thành ra nó thành cái đấy là quá trình tự học đấy, là như vậy nhá. Nhiều người họ không tự học mà. Họ chỉ ngồi nghe, nghe nghe chứ chẳng tự học gì cả. Nhưng khi mình nghe mình ghi chép lại đấy, đấy cái phần đấy nó cho mình, thế mình là tự học đấy. Mình đang tự làm giàu mình đấy. Đây anh chị em học này, đây anh chị em đang làm giàu mình đấy, anh chị em. Amen. Luca đoạn 2, chúng ta muốn chi tiết này. Đây, đến tiếp tục 48 49 Luca nói đây, khi cha mẹ thấy ngài thì lấy làm lạ và mẹ hỏi rằng hỡi con sao con làm cho hai ta thế này, này cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con, ngài thưa rằng cha mẹ kiếm tôi làm chi, há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao. Chú Du đang hỏi mọi người ấy, đang là chuẩn bị cái câu hỏi làm gì anh chị em cho chức vụ của ngài anh chị em thấy không, chức vụ của ngài ấy, về giảng trong đền thờ mà giảng giảng lời Chúa mà, nên thành ra ngài làm việc với các thầy thông giáo đấy về lời Chúa đấy, tức là ngài phải làm trong cái lĩnh vực mà ngài đang gọi đến đúng không, nên khi cha mẹ thuộc thể có hỏi đấy thì mình trả lời thế này. Nên hồi xưa tôi không hiểu đấy anh chị em, tôi đọc câu kinh này tôi cứ bị vấp phạm đấy rằng là Chúa Giêsu sao lại bất hiếu thế nhở? Đấy mình không hiểu Chúa Giêsu là ai mà lúc thời đấy đã ăn Chúa vì sự ngu dại của đứa Chúa tha tội cho mình rồi. Thì lúc đấy mình hiểu tại sao bất hiếu này, sao đứa con này hư thế này, 12 tuổi thôi, bố mẹ đến tìm mình, cơ mình có thể nói là mình đang đi chơi nhá, đến thờ ngồi đấy chơi 3 ngày ngồi đấy, không cha mẹ đi tìm như kiểu tìm trẻ lạc đấy, thì mãi không thấy đâu cả, tìm tìm tất khỏi 3 ngày rồi mà. Đã đi hết 3 ngày rồi đứa con không biết mình đâu cả, chúng cha mẹ tìm thấy thì sướng quá, bố tại sao con lại đi thế mà không nói với bố mẹ, như tại sao con làm thế này, tại sao làm cho bây giờ cha mẹ khổ, để cha mẹ phải đi tìm với chỗ đó chỗ kia để tìm con khổ thế này, các cha mà khó nhọc lắm tìm được con ấy, thì Chúa Giêsu nói này cha mẹ tìm tôi làm chi,
không biết rằng tôi lai về cho ta tôi trao hay sao. Ô mới nghe mà sao sao mày hỗn xược thế nhỉ, cha mẹ của mình mẹ không tìm mình không biết là ôi cảm ơn cha mẹ đã mất công tìm con nhé, mà lại còn nói là cha mẹ tìm làm gì, sau lại là ôi tôi đi lo việc của ông cha mình, ông cha thuộc linh ở đấy ở trên trời ở đấy mà không ai biết cả, chưa ai biết cả. Đấy, lúc đấy mình ngu dại mình không biết, mình lập bập chuyện này và tôi cứ hay cãi nhau với mục sư Tuấn về cái chuyện này anh chị em này. Cái tranh luận của sao chú Tiên Su sao mà bất hiếu thế, sao lại thế nào thế kia chưa, không mục sư Tuấn cứ dãy nảy lên chưa, em không biết cái gì cả, đấy, cứ bảo vệ thầy của mình thì ông ấy dạy thì mình không thèm để ý cả. Bởi vì mình cứ đầu mình lúc đấy là đầu óc bã đậu của thế gian mà, nó cứ của ma quỷ nó quấn vào mà, của Babylon ấy, mà bất hiếu không tin được, bất hiếu thế này sao tin được, thế này hư thế này mà bất hiếu với gia đình, bất hiếu bố mẹ thế này, mẹ đến đang tìm thì bảo là ai là mẹ là cha ta, chỉ hết một cái bọn cha vua chú báo, toàn cái bọn người Dương nước lã rồi, bảo đi đứa nào mà cứ nghe lời cha ta là mẹ là cha, chị là cha là chị em ta vậy. Ồ bất hiếu quá, anh tạ ơn Chúa là qua chuyện đấy mình cũng nhận được Chúa thêm để mình có nhìn cái bài học đấy. Giờ trong đoạn kinh thánh này chúng ta thấy đấy, sao đó đây chúng ta thấy là Chúa Giêsu ấy ngài ngài khát khao gọi là kiến thức đúng không, ngài đặt câu hỏi cho người ta mà, và ngài nhận được câu trả lời từ những câu hỏi mà ngài đặt ra cho các thầy thông giáo ở trong đền thờ đấy. Đấy vì thế mà sự khôn ngoan đấy nó sẽ cho chúng ta sự đẹp lòng từ Chúa anh chị em ạ, khôn ngoan đấy. Còn Chúa đấy thì cho người ta sự đẹp lòng cho con người, thành ra Chúa Giêsu lúc đó là ngài sao đây, nói đây này, đây này câu 50 đây này, 52 này, Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm thân hình càng lớn càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta, thấy chưa, sự khôn ngoan đấy khi càng khôn ngoan đấy đẹp lòng cả Đức Chúa Trời cả loài người luôn, nên mình khôn ngoan đấy thì mình đẹp cả Chúa cả con người luôn, thấy chưa. Vì thế mà mình phải hiểu làm sao cần thân khôn ngoan của Chúa như nào để tìm kiếm sự thông sáng, tìm tri thức, làm việc bản thân mình. Amen. Thì trong quá đấy Chúa thấy đứa con mình nó ngoan thật, nó học hành chăm chỉ để nó thực hiện cái sứ mạng tiền định mà ta dành cho nó, thế là Chúa đẹp lòng người đấy. Thêm nữa là khi mình làm như thế mình đẹp lòng người khác, bởi vì là mình giải quyết được các nhu cầu làm đề cho người khác mà anh chị em. Amen. Người ta mình đẹp lòng người khác luôn. Nôm na là như vậy. Vậy chúng ta thấy nhá là cái sự mà khôn ngoan ấy thì nó cho chúng ta sự đẹp lòng từ Chúa, sau đó từ đẹp lòng từ Chúa rồi đấy thì Chúa chỉ cho ta những cái gọi là cái sự mà chúng ta vừa nói là sự mà thông sáng để chúng ta giải quyết nan đề của mọi người đấy, thành ra là Chúa lại tiếp tục cho chúng ta sự đẹp lòng với những người ta nữa. Chúa Giêsu ấy đã học ở nơi người khác anh chị em ạ, học nơi các thầy thông giáo thấy không, và sự khôn ngoan Chúa cùng với ngài mà, thế sau đó đấy đấy ngài dạy dỗ người khác nữa. Châm ngôn đoạn 8 câu 13 đến 21. Đấy.
kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác. Ta ghét sự kiêu nhận, ngạo sức sửa con đường ác và miệng gian tà. Mưu luận và sự thông thạo đều thuộc về ta. Ta là sự thông sáng, năng lực vốn thuộc về ta. Nhờ ta các vua cai trị và các quan trưởng định sự công bình. Nhờ ta các quan trưởng người tước vị, các quan sát thế gian đều quản hạt. Ta yêu mến những người yêu mến ta, phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. Sự giàu có, sự tôn trọng của cải bền lâu và sự công bình đều ở nơi ta. Bông trái ta tốt hơn vàng đến nỗi hơn vàng ròng. Hoa lợi của ta quý hơn bạc cao. Ta đi trong con đường công bình giữa các lối ngay thẳng, đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật và làm cho đầy rẫy các kho tàng của họ. Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa về thời thái cổ, trước khi chưa dựng lên muôn vật thì Ngài đã có ta. Ta có được lập từ trước vô cùng, ta đã được lập từ trước vô cùng, từ khi nguyên thủy, trước khi dựng nên trái đất, lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều thì ta đã sanh ra rồi. Trước khi núi non chưa lập lên và các gò lồng chưa có, trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng lên đất đồng ruộng và cho bước đầu tiên của thời gian thì ta đã sanh ra rồi. Khi Đức Chúa Trời lập các tầng trời và đặt cái vòng trên mặt vực sâu thì có ta ở đó. Khi Ngài làm cho kiên cố các tầng mây trên cao, khiến các nguồn vực sâu vững chắc, định bờ cõi cho biển để nước không chạm phạm điều răn của Ngài. Và khi Ngài lập lên trái đất thì ta ở bên Ngài làm thợ cái. Hàng ngày ta là sự khoái lạc Ngài và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài. Ta lấy là vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài và sự vui tích ta ở nơi con cái loài người. Ôi, mình đọc đến tận 31 rồi, 21 rồi chứ. 21 thì đến cái chuyện là kết thúc ở 21 rồi. Đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật và làm cho đầy rẫy các kho tàng của họ. Thế là sự khôn ngoan đấy, cho chúng ta được hưởng của cải thật luôn mà. Nên chúng ta thể thấy cái bài học mà ngày xưa chúng ta cũng đọc trong sự khôn ngoan nhiều, ở trong 10 phút cùng Thánh Linh đấy, có loạt bài đấy, trong đó cả bài ngày số 8 đấy, đọc trong môn đoạn 8 đấy, còn nói người khôn ngoan đấy được hưởng của cải thật, còn cái của cải của thế gian này, của cái giả anh chị em, cải đấy họ không mang theo được họ. Sao của cải đấy không làm cho giàu họ ở trong vương quốc đời đời anh chị em ạ? Họ có tiền, có vàng, có bạc nhé, nhưng vào trong vương quốc đời đời họ không làm được, họ không có lợi cho họ cả. Mà họ sẽ đau xót luôn, họ sẽ đau xót bởi vì là cái thời gian ở trên đất đấy, họ đã dồn vào cái của cải là tiền bạc, vật chất nhiều, xong mất luôn cái việc làm việc với trái tim, với tấm lòng của mình, anh chị em ạ. Họ tiếc một cái đấy, thậm chí họ bị mất, bị thiệt hại cơ. Nên chúng ta phải cần khôn ngoan ấy, đó là phải có khôn ngoan để làm, phải có của cải thật, phải thật nhé. Còn của cải của họ là của cải giả, của cải phù du thôi. Tức là bà nói rằng là nếu như có thì nhỉ, có sự khôn ngoan đấy chị em ạ, thì cái titul đấy, titul là gì, titul là cái gì, titul là cái gì, là cái chức vị tước hiệu danh hiệu đấy không cần nữa, vì thần của sự khôn sáng, thần sự khôn ngoan đấy sẽ là nhất chúng ta lên mà, nên là cái sự mà titul không cần nữa. Ví dụ Chúa mà nâng chúng ta lên thì cái titul khác chẳng cái khá gì cả. Con người mà nâng lên thì đã tốt rồi, nhưng mà Đức Chúa mà nâng lên ấy, thì con người không lại được cái gì cả. Đấy, xem bà đấy, bà nói đấy, bà đến với Chúa từ năm bà ấy 46 tuổi anh chị em. 46 tuổi năm 94 mà, tức là bà sinh năm 40, bà sinh năm 48 mà. Là bà ít tuổi mẹ mình nhỉ. Bà là người nghiện mà nghiện rượu thôi, nghiện 30 năm. Nghiện tàn tạ như nào ấy, 30 năm mà nghiện rượu thì anh chị em biết là lát rượu thế nào chứ. Không phải 30 năm uống rượu nhỉ, 30 năm nghiện rượu rồi anh em biết cái bậm rượu 30 năm đấy. Từ cái lúc năm 16 tuổi chưa, uống bắt đầu uống lốc từ năm 16 tuổi. Cái thời đấy chơi bời ăn đúng đấy. Ở bên đấy cộng sản, ở bên số cũ này anh chị em này, cộng sản nó đầu độc con người bằng 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 rượu mà anh chị em ạ. Nó có chương trình đầu độc gọi là ngu dân bằng rượu mà.
có cái chương trình của Brezhnev ngày xưa ấy, gọi là tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô đấy, họ có chương trình đấy để cho đồng đồng bọn dân ấy bằng rượu nó quên đi chứ không thì nó mà thông minh là nó lại nổi loạn, xong nó các thứ như là các nước ở Đông Âu đấy thì tiệm khác cái gì ấy, thì cũng phiền lắm, cho chúng nó uống rượu cho nó quên luôn chứ. Thế là hô được uống rượu nhỉ? Thế là bọn nó sản xuất rượu bia đủ đủ các thứ để cho dân uống. Thế xong xong cái đà đấy xong dân đốc chén. Tất nhiên là cái chuyện này là chuyện bí mật của Đảng Cộng sản thôi anh chị ạ, nó không nói ra chứ không nhưng mà về cái bí mật để sau họ lộ hết ra mà. Những cách ngu dân của nó ấy, là phải đưa ma túy, đưa rượu, đưa bia, thuốc lá, đưa các thứ vào để cho dân nghiện, để quên đi. Thì như ở quốc gia nào mà ngu dân ấy, là quốc gia đấy nó cứ quảng cáo về rượu, bia, thuốc lá anh chị ạ. Cứ đầy dậy luôn, quốc gia ngu dân ấy, nó để cho rượu, bia, thuốc lá tràn lan luôn. Nhậu nhạt như đất nước Việt Nam Cộng sản chẳng hạn ấy. Nó cứ uống rượu tràn lan đại hải luôn để cho người ngu rượu luôn. Bà đấy, nó cái dạng đấy, 16 tuổi là bà ấy nghiện, tơi bời rồi. Rồi cứ uống ngốc thôi. Sau đến khi bà đến với Chúa đấy, bà thay đổi đời sống hoàn toàn khác luôn, đẹp lòng Chúa, đẹp lòng người ta, và bà trở dạy dỗ người khác, bà làm cái điều mà bà còn sừng sốt, bà không nghĩ rằng bà có thể làm được như thế. Anh chị em xem các sách của bà đấy, thấy không, những chân lý hay không, khi mà bà mới 3 năm tin Chúa đấy, con đường dẫn tới tự do cho gia đình bạn ấy, đấy, những chìa khóa rất tuyệt vời của bà ấy, mà Chúa tỏ cho bà ấy. Anh kể cái thời đấy so với nhiều người thời cử bá thì nhiều người họ chết vì nghiện ngập rồi, họ chẳng là cái gì, chẳng là ai cả, nhưng bà ấy thì được Chúa nhấc lên nhá, bởi sự khôn ngoan mà của Chúa mà ban cho bà ấy, nhấc bà lên và trở thành người khác, ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Còn nhiều người bạn bè bà thời đấy đã chết hết rồi, có thể chết hết. Luca câu 52 mà chúng ta vừa đọc đấy, rằng là đâu là Chúa Giêsu càng lớn ấy, thân hình càng đẹp đẽ đấy và đẹp lòng. Đẹp lòng Chúa, đẹp lòng người ta đấy. Vì thế chúng ta cần phải yêu Chúa, tức là yêu sự khôn ngoan anh chị em ạ. Amen. Ai trong đoạn kinh thánh chúng ta đọc trong sách gì nhỉ? Sách Châm Ngôn đấy. À, ta yêu mến những người yêu mến ta mà. Tức là ta ở đây là sự khôn ngoan đấy, chính là Chúa Giêsu đấy. Kinh thánh có nói Chúa Giêsu Christ là sự khôn ngoan của Chúa Trời mà. Và để nói thần khôn ngoan, chúng ta hôm nay đang học về thần khôn ngoan mà, đúng không? Thần khôn ngoan, thần Đức Thánh Linh ấy, thần khôn ngoan ấy, nên cần phải yêu, yêu Ngài, yêu khôn ngoan, yêu thần khôn ngoan. Mà khôn ngoan ở đây ấy, không phải cái điều mà chúng ta sinh ra là bẩm sinh có đâu, anh chị em ạ. Mà đó là cái điều mà chúng ta là đoạt được, chúng ta chiếm được, anh chị ạ, chúng ta vươn tới phấn đấu, chúng ta làm được. Đấy, sự khôn ngoan ấy, nó không phải sinh ra là bẩm sinh có đâu nhá. Nên vì thế mà những cái hội thánh nào đấy họ cứ nói là tôi gì nhỉ? Ba bốn đời tôi là dòng đạo dòng rồi, đạo dòng đấy, để mạnh rồi họ nó khôn ngoan lắm đấy, vớ va vớ vẩn đấy, nó đi có chuyện đấy. Nhưng khôn ngoan đấy là mình nhận được mình làm được, nhận được, tất nhiên có ân điển, có sự thương xót của Chúa cho các đời vẫn có, anh chị ạ. Nhưng khôn ngoan đấy thì nó khác, khôn ngoan là phải làm được, anh chị ạ. Cũng như sự kính sợ Chúa đấy cũng phải làm được, cũng phải là mình phải cộng tác với Chúa để làm việc. Thế mà anh chị em mình như đoạn kinh thánh chúng ta vừa đọc trong Châm Ngôn đó, là để mà cai trị các vua cai trị dân khôn ngoan mà các quan trưởng xác đoán định công bình bởi sự khôn ngoan, bởi thông sáng mà, tức là sự khôn ngoan đấy sẽ cai trị thế giới, anh chị em ạ. Nhiều cơ đốc nhân họ bảo là cai trị thế giới bằng cái gì, họ dạy là cai trị thế giới bằng sự cầu nguyện, bằng kiêng ăn, trái hoàn toàn với kinh thánh, anh chị em ạ.
những người mà đi theo thái cực đấy, cầu nguyện kiêng ăn lợi ngay thờ vượng, họ bảo là chúng ta sẽ cai trị bằng sự cầu nguyện, cai trị bằng sự kiêng ăn, cai trị bằng sự ABC vớ vào vớ vẩn. Người cai trị một tí thôi xong bị dày đặc cả đời luôn. Còn muốn cai trị đời đời đấy là cai trị bằng sự khôn ngoan. Amen. Bằng khôn ngoan thì thấy khẳng định như thế mà. Khôn ngoan mới biết sắp đặt ra sao. Còn sự cầu nguyện, sự cậy thờ vượng nó chỉ một phần nhỏ nhỏ, một phần tí 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 trong sự khôn ngoan mà thôi. Nó chỉ một công việc trong đầy đủ sự khôn ngoan thế thôi. Nó không tất cả. Anh chị em nhìn thấy không? Nhiều người họ thờ vượng, họ tập trung vào cái sự ngợi khen thờ vượng cảm tạ ấy. Đấy, như là cái thần tượng ấy, họ quay lên Đức Chúa Trời, họ tập trung chuyện đấy. Nhưng bởi vì họ trong họ không sự thông sáng mà, nên họ không biết phân biệt cái gì sang cái hèn cả. Thì nhưng mà chúng ta biết là sự khôn ngoan là Chúa Giêsu, thấy chưa? Tổng thể hết. Nên trong Chúa Giêsu thì có rất nhiều công việc. Trong đó có cả việc ngợi khen, có cả việc thờ vượng, có cả việc kiêng ăn, có cả việc cầu nguyện, đủ hết, đủ hết. Nhưng mà cái thật là ngu dại, nếu chỉ tập trung mà chỉ cứ kiêng ăn cầu nguyện ngợi khen thờ vượng là tất cả đấy thì thôi đứt phim, thì không thể là cai trị được. Vì Kinh Thánh không nói là cai trị bằng sự cầu nguyện, Kinh Thánh nói cai trị bằng sự khôn ngoan, rõ ràng bằng sự khôn ngoan. Mà Chúa dựng lên thế gian cũng bằng sự khôn ngoan, thấy không? Khi nói ngài nói bằng lời ngài dựng lên, khi ngài nói rằng là phải có điều này, phải điều kia ấy, thì bằng lời Chúa, lời Chúa tức là Chúa đã lập trình cái kế hoạch bằng sự khôn ngoan Chúa, những cái bản thiết kế của ngài, cái gì nó làm từ đâu ấy, nó có hết rồi đấy. Như đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc có thấy không? Chúa định các giới hạn của biển đúng không? Nước các thứ, trọng lượng của gió của nước các thứ đầy đủ hết. Ngài này làm đủ hết, giới hạn nó chỗ đó chỗ kia ngài làm được hết. Các tầng trời, các tầng mây, nước biển, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, vì tinh tú, các dải ngân hà, các vũ trụ đấy, đấy, các hệ vũ trụ ngài làm hết tất cả rồi. Là sự khôn ngoan đấy, lập trình hết rồi. Sau đó lời là phải có, thế là bắt đầu từ cái mà đã lập trình theo khôn ngoan có rồi đấy, bắt đầu cái điều nó ra theo cái lập trình khôn ngoan đấy. Đấy, cái người khôn ngoan họ hiểu như thế anh chị ạ. Thế còn cái người ngu dại thì không hiểu, cứ tưởng là như thần chú ấy, nói um ba la um, họ cứ tưởng thế thôi. Họ cứ xong họ cứ như là giống hệt như các nhà ngoại cảm, các nhà thần thầy phù thủy đấy. Cũng là trong cái dụ phải có lọ, trong cái dụ phải có kia, nói cả đời không thấy đâu cả, thằng chết xuống lỗ rồi vẫn chả thấy đâu cả. Bởi vì ngươi xong hỏi Chúa tại sao con nói mãi không ra, Chúa hứa thế được mà, bởi vì con ngu quá con ạ. Ta có dạy con thế đâu, con công bố là con phải khôn ngoan con mới lãnh đạo được, con công bố toàn cái điều mà nó xa vời với con chả biết gì nó cả, con công bố điều gì làm sao nó dính con được. Con ghét khôn ngoan mà thì ta không thể ở cùng với con được. Cái điều mà con công bố ra ấy, nó đều có lập trình cả, nó đều có cái gì gì đó ra cả, chứ không phải tự dưng nó có. Cái bánh mì chẳng hạn mà có được đấy cũng là lập trình cả, đúng không? Bánh mì nó phải từ bột này, từ cái gì gì rất nhiều thứ đấy, quận với nhau đấy, quá trình nấu nướng ra sao nó ra được, chứ không phải là cứ ngồi đâu đấy bắt chước tưởng như chú cầu nguyện làm phép lạ đấy, hóa bánh đấy bùng phát từ trời rơi xuống đâu. Này, kể cả việc hóa bánh như thế cũng có nguyên tắc của nó đấy. Nguyên tắc đấy là phải từ cái bánh đã có rồi, thấy không? Con cá đã có rồi, tức là cái cấu trúc đã có rồi, tức là trung tín việc nhỏ, tức là đã có rồi. Từ cái 5 cái bánh hai con cá, tức là trung tín việc nhỏ, nhưng mà từ cái việc nhỏ đã có rồi, đã biết cấu trúc của cái bánh ra sao rồi, cấu trúc của con cá ra sao rồi. Đấy. Lấy đâu cái bánh lấy cái con cá từ đâu ra rồi, cái tổ chức trật tự như thế nào rồi, thì mới có cái phép lạ. Chứ không phải người cứ cầm cái người trong cái dù nói mãi không thấy đâu cả. Sau đó lầm bầm nói không tin Chúa thì mà chẳng thấy ứng nghiệm gì cả, cầu nguyện mãi dã họng ra rồi thế mà chẳng thấy thiêng gì cả. Nên mà khi mà chúng ta sự khôn ngoan, chúng ta nhớ là sự khôn ngoan đấy anh chị em ạ, họ sẽ sự khôn ngoan sẽ gì đó, sẽ làm kéo mọi người đến chúng ta. Mà nên trong câu Kinh Thánh mà chúng ta hay công bố, có nhớ là các dân sẽ đến nơi sự sáng mọc trên người, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc trên người đấy anh chị ạ, là sự khôn ngoan đấy. Ở đây sự chói sáng là sự khôn ngoan của Chúa trên mình đấy anh chị ạ. Khi mà người ta đến anh chị em, họ đang mở miệng ra, họ đang ngạc nhiên bởi sự khôn ngoan mà trong miệng anh chị em nói ra đấy, có thấy không? Họ nghe cái điều mà trước đây họ không biết. Nước trời là cái gì nhỉ? Vương quốc Rusia là cái gì nhỉ? Sứ mạng tiền định cái gì nhỉ? Công nghệ làm người, toàn là khái niệm tôi chưa bao giờ nghe cả. Vương quốc ngàn năm nữa, làm gì vương quốc ngàn năm? Ôi, chúng tôi còn cái chuyện xa vời mà bây giờ cái hội này nó vừa mới ra xong mà nó đã bàn về vương quốc ngàn năm rồi. Trên vương quốc ngàn nó làm cái gì rồi? Nó làm cứ như là nó đã ở nơi đấy rồi sao ấy? Hội này có hoang tưởng hay không nhỉ? Đấy là hội đấy ngạc nhiên. Đấy bởi vì sự khôn ngoan mà mình đang nói, mình rõ là rõ ràng luôn, mình lập luận rõ ràng.
vua quốc ngàn năm ấy có từ đâu, kinh thánh thủ chỉ đó là ở đấy làm ra sao, rõ ràng luôn, chứ không có nói một cách vỡ ba vỡ vẩn bịa ra để nghe phát họ bảo là thằng phép thằng hoang tưởng. Còn đây là những người mà tin Chúa thật sự đấy, họ thấy điều đấy có thật trong kinh thánh có nói, có biết, và thánh linh của Chúa ở trong lòng họ có nói thì ấn chứng luôn, đúng điều là mình nói là có thật đấy, họ nghe thấy họ hiểu là điều đúng luôn. Amen. Amen. Thành ra nhiều người họ đến với anh chị em chẳng hạn đấy, họ phải cầu nguyện để cho đến nơi này để mà mở cái lẽ thật ra đấy, họ được mở lẽ thật mà. Họ mẹ chân lý ở nơi đấy mà, vì sự khôn ngoan thôi, tất cả sự khôn ngoan thôi, vì thế mình yêu sự khôn ngoan này chị, yêu thần khôn ngoan của Chúa đấy, yêu Chúa là yêu thần khôn ngoan của Chúa. Tức là yêu Chúa là nói, chúng ta nói tổng thể này, có nhiều thứ lắm, nhiều thứ để yêu lắm. Khi chúng ta nói yêu, khi chúng ta là vợ hai vợ chồng với nhau này, chúng ta yêu đúng không, hai vợ chồng đấy yêu hôn nhau, thì lúc là người người vợ hay người người chồng yêu vợ, yêu cụ thể luôn, yêu ở mắt của em này, yêu ở mũi của em này, yêu môi của em này, yêu tóc của em này, đúng không, yêu đôi tay của em này, đấy, cụ thể luôn, chứ không phải là yêu đống tổng thể này. Có tổng thể ok, nhưng mà yêu từng cái thì cũng vậy đấy. Đức Chúa Trời ấy, cụ thể yêu khôn ngoan này, yêu thông sáng Chúa, yêu thánh sạch của Chúa, yêu đấy, yêu 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 cái phần cái, từng cái phần của Ngài đấy, chúng ta yêu là như vậy đấy, chưa? Để mà chi tiết hóa của chúng ta mà. Chúa là Đức Chúa Trời rất lớn rất rộng, nhưng Ngài muốn bày chúng ta, Chúa Giêsu như là vậy, Chúa nói thân thể Ngài được xé ra để cho chúng ta, xé ra tức là bẻ ra từng cái mảnh nhỏ đấy, từ chi tiết đấy. Khi chúng ta nói là bẻ bánh, cái sự bẻ bánh ấy. Ở đây chúng ta nói thêm anh chị nhé, cái sự dạy dỗ của Chúa ở trong đây, chúng ta nói thêm mở rộng cái đề tài thôi. À, khi Chúa nói về bẻ bánh ấy, ta nói về chi tiết anh chị ạ, bẻ cái phần nào là phần nào, phần nào là chân, đầu là tay. Khi nói thân thể nó có tổng thể đúng không, có nhiều thứ lắm, đồ đầu, đồ óc, đồ gan, đồ thận, đồ tim, đồ là cổ, đồ lưng, đồ ngực, đồ đùi đấy, ăn cái phần nào là có phần đấy thì bẻ ra. Chú nói là đây là thân thể ra mà, thế thì mình hiểu cái điều đấy, để từng cái phần rõ ràng ra mình phải hiểu rõ mình ăn cái phần gì, mình ăn cái phần gì, chứ phải ăn một cách ngu dại đầy thịt của Chúa cứ để ăn đi, thịt gì không biết, thế đây thì chắc thịt say hay sao ấy. Thịt say không biết là cái gì, say ra thì không biết là cái gì rồi, không biết nó thịt này từ sườn hay thịt này thịt cổ hay thịt mông hay thịt đùi hay thịt gì không biết, thịt ức hay thịt gì không biết nữa rồi, thì say. Thế nhưng mà khi ăn thịt đấy thì biết, à đây thịt thịt đùi này, à đây là thịt hông này, biết ngay, thấy chưa, thịt sườn này biết ngay. Thế thì chú muốn khi bẻ bánh ra ấy, mình biết chi tiết như thế để biết sự khôn ngoan của Chúa ấy, cũng là một phần của Đức Chúa Trời, thần của Đức Chúa Trời, thần khôn ngoan, yêu yêu thật khôn ngoan. Ô ta ăn cho chúng yêu ngài thần khôn ngoan đó. Khôn ngoan Chúa, chúng thật yêu ngài. Bà nhắc đây nhá. Sự đây này so sánh này, so sánh hai cái từ là mutrus và primutrus anh chị ạ, khôn ngoan và khôn sáng đấy, thần khôn sáng, thần khôn ngoan, thần thông sáng, không vẫn là khôn ngoan, tiếng Việt mình vẫn dịch ra vẫn biết một từ là khôn ngoan anh chị ạ, đấy nên hạn chế của ngôn ngữ nó bị thế đấy. Và tiếng Anh nó vẫn là gì, wisdom đúng không, khôn ngoan là wisdom đúng không ạ, nó vẫn dùng một từ. Đó, nhưng tiếng Nga lại dùng hai từ anh chị ạ, thấy chưa, nên là chúng ta phải cần các từ nhau để cộng hưởng, cộng với nhau đấy để ra được những từ khác nhau, ra tại ngôn ngữ nó phong phú lắm, chứ không bị hạn chế của ngôn ngữ nào cả. Mutrus tức là sự khôn ngoan, là mutrus đấy, đó là cái khả năng biết Chúa, là khả năng biết cái điều Chúa biết và nhìn như là Chúa nhìn đấy. Đấy, khôn ngoan đấy là cái khả năng biết được cái điều Chúa biết và nhìn tình huống như thể Chúa đang nhìn. Chúng ta vẫn hay cầu nguyện điều đó đúng không, cầu nguyện để mình biết cái điều mình mày biết, để chúng ta có tầm nhìn của Ngài, nhìn mọi thứ như là Ngài nhìn đấy. Nhưng mà tiếp này, premutrus tức là khôn ngoan, là premutrus đấy, hơn nữa đấy, tức là khôn ngoan nổi trội đấy, khôn ngoan hơn đấy, hay trước sự khôn ngoan hơn đấy, premutrus. Mà cái thần premut, cái thần khôn ngoan đây là chính là cái thần premutrus anh chị ạ, không phải cái thần khôn ngoan mà wisdom đâu, mà thần gọi là really really pre 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 wisdom anh xem, họ dùng một cái từ thêm hơn nữa trên cái từ từ wisdom đấy, còn cái dùng từ thì super hay là dùng hyper hay gì gì đấy không biết nghĩa là gì đấy. Nó là hơn nữa,
Sự, còn sự premutra nó là sự khả năng nhìn tình huống như Chúa nhìn và hành động như Chúa hành động cơ, thấy không? Anh chị em nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Sự khôn ngoan nhé, bình thường nó chỉ biết này và nhìn này, thấy chưa? Nhưng mà sự mà premutra đấy thì chúng ta nhìn thấy liên tiếp nhá, nhìn này và hành động. Nhìn thấy, anh chị em thấy đủ không? Theo như định nghĩa của bà đấy, theo định nghĩa của bà đưa ra đây này, tức là sự khôn ngoan thì nó chỉ dừng lại ở vấn đề nhìn và biết thế thôi. Nhưng mà sự mà premutra đấy thì nó lại thêm nữa, nó nhìn và nó hành động. Tương tự như Chúa Giêsu đấy, Kinh Thánh có nói là Chúa Giêsu là sao, ngài chẳng làm gì mà không thấy, nhìn thấy nơi cha, thấy chưa? Đấy là chính là thần khôn ngoan của ngài đấy anh em ạ. Đấy đấy, tạ ơn Chúa Thánh Linh đang nhắc nhở đấy. Cái câu mà Chúa Giêsu trong Giăng đoạn 5 câu 19 có nói đấy, con chẳng tự làm gì mà không thấy cha làm, thế cha làm điều gì con làm điều đó. Đấy đấy, thần khôn ngoan của Chúa đấy, tức là nhìn thấy và sao ạ, hành động. Cái sự nhìn thấy là chuyện khác nhé, nhìn thấy là nhìn gọi là nhìn u ví diệt, là nhìn, là nhìn thấy, nhìn xuyên thấu đấy anh chị em ạ, không phải nhìn một cách mà chẳng hiểu đâu, nhìn bề ngoài đâu phải hợp đâu, mà nhìn là nhìn xuyên thấu đấy, nhìn nhìn biết đường lối đấy, nhìn kiểu Môi-se biết đường lối của ngài đấy, là nhìn thấu luôn, nhìn thẩm thấu luôn đấy, nhìn thông suốt luôn đấy, thông suốt luôn đấy. Đấy, và vì chỉ nhìn thông suốt được nên mới hành động được, mà mới biết được hành động là sao, vì nhìn thông suốt hiểu chỗ nào kia như nào. Nên thần khôn ngoan ở đây, thần khôn ngoan đây là cái thần đấy, thần premutra, tức là thần ở đây là thần khôn ngoan, đây là thần mà nhìn như Chúa nhìn và hành động như Chúa hành động. Mà cái việc mà chúng ta đang làm, tại vì chúng ta đang đang suốt ngày cầu nguyện làm như Chúa làm, mà con bắt chước ngài làm, ngài tỏ con đường lối làm, và con làm được, con hành động như ngài làm. Chúng ta để đội đặc nhiệm chúng ta thầy cầu thánh chúng ta trở nên, chúng ta toàn học điều này mà. Amen. Thôi, anh chị em đợi tôi một chút nhé. Anh chị em nói. Tiếp tục nhá, ăn chưa? Thần sự khôn ngoan đấy mà chúng ta nói là premutras đấy, thì giúp chúng ta đấy giải quyết được tất cả các vấn đề, giải quyết tất cả nan đề và tìm ra cái con đường để đạt được mục đích. Khi mà chúng ta đặt nền tảng trên các nguyên tắc của vương quốc Đức Chúa Trời, tôi sự khôn ngoan ấy, khi mà người có thần sự khôn ngoan đấy nhé, thì là luôn luôn đặt trên nền tảng là nguyên tắc hay là giá trị nước trời đấy. Họ bất chấp bắt bớ, bất chấp thử thách, bất chấp gì, họ vẫn đặt trên nền tảng nước trời. Đấy thần khôn ngoan đấy nhé. Và hướng và khiến cho chúng ta có thể giải quyết được tất cả nan đề và tìm được cái đường đạt được mục tiêu của mình, đạt mục tiêu mà chúng ta đấy.
còn nước trời, còn còn có nguyên tắc, các nguyên tắc thì các nguyên tắc là các kiến thức, các tri thức mà nó trở thành cái gọi là nếp sống, nó trở thành sự thông hiểu, mà những sự thông hiểu hay nếp sống đấy nó kích hoạt chúng ta hành động, kích hoạt ra những hành động tương thích. Nguyên tắc đấy, nguyên tắc là cái gì? Nguyên tắc là những tri thức đúng không? Quy luật nguyên tắc theo bà dạy đấy, là những tri thức mà nó trở thành cái nếp sống rồi, nó trở thành cái sự thông hiểu rồi. Mà sự thông hiểu đấy nó khuyến khích đấy, nó thức tỉnh, nó thúc đẩy chúng ta hành động. Đấy gọi nguyên tắc đấy, những động cơ đấy, motif đấy. Còn nguyên tắc của Vương quốc Đức Chúa Trời là gì? Nguyên tắc của Vương quốc Thiên Đàng đó là những cái tiêu chuẩn về chất lượng, về gọi là đời sống con người, đời sống chất lượng của con người, mà dựa trên nền tảng những sự dạy dỗ của Chúa Giêsu, đấy nguyên tắc Đức Trời. Thì bà dạy đấy, mà chúng ta thì hiểu nguyên tắc Đức Trời là gì rồi đúng không? Hệ thống giá trị Đức Trời đấy, giá trị Đức Trời là những cái lẽ thật, tính chất của Đức Chúa Trời đấy, những cái luật đấy, những cái phẩm chất của Đức Chúa Trời đấy. Như Chúa Giêsu nói đấy, là hãy đi, trong Matthew đoạn 18 câu 19-20, mà người ta cứ coi rằng đấy là đại mạng lệnh của Chúa đấy, là hãy đi giảng dạy dỗ muôn dân đấy, bắt tên họ bằng trong họ, bắt tên họ bằng trong danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh đấy, và dạy họ gìn giữ tất cả các điều ta truyền dạy các ngươi, và này ta cùng với ngươi cho ngươi tận thế. Châm ngôn đoạn 13 này, châm ngôn đoạn 3 từ câu 13 trở đi. Người nào tìm đặng sự khôn ngoan và được sự thông sáng có phước thay, vì tha được nó hơn là được tiền bạc, hoa lợi nó xanh ra tốt hơn vàng ròng. Sự khôn ngoan quý báu hơn châu ngọc, chẳng một biểu vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được. Tay hữu nó cầm sự trường thọ, còn trong tay tả có sự giàu có và vinh hiển. Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc, và các lối nó cả đều bình an. Nó là cây sự sống cho ai lắm lấy đó, người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh. Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất, nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các tầng trời, do sự hiểu biết Ngài các vực sâu mở ra và mây đặt ra sương móc. Hỡi con, khá gìn giữ sự khôn ngoan thật và sự dè dặt, chớ để nó lìa xa mắt con, thì nó sẽ là sự sống của linh hồn con và như đồ trang sức cho cổ con. Con sẽ bước đi vững vàng trong đường con và chân con không vấp ngã. Khi con nằm chẳng có điều sợ hãi, phải con sẽ nằm được ngủ ngon giấc, chớ sợ sự kinh khiếp xảy đến thình lình, cũng đừng kinh hãi lúc sự tàn hại giáng trên kẻ ác, vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy, chớ từ chối kẻ làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy, như bằng con có tại nơi con kẻ con vật kẻ bên cận cầu xin, thì chớ nói với người rằng hãy đi và trở lại ngày mai ta sẽ cho ngươi, chớ lập mưu hại kẻ lân cận con, vì người ăn ở bên bình an bên con. Nếu không có làm điều hại cho con, chớ tranh giành vô cớ với ai, chớ phân bì với kẻ hung dữ, cũng đừng chọn lối nào của hắn, vì Đức Giê-hô-va gớm kiếc kẻ gian tà, nhưng kết tình bầu bạn cùng người ngay thẳng. Sự rủa xả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác, song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình. Quả thật Ngài nhạo báng kẻ nhạo báng, nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường. Sự người khôn ngoan sẽ hưởng được sự vinh hiển, còn sự thăng lên của kẻ ngu dại sẽ ra điều khổ thẹn. Cả đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc đấy, nếu đọc hết
tức là sự nền tảng đây đó sự khôn khôn sáng ấy, sự khôn ngoan đấy, cái nền tảng đây mà khi đặt chú đặt các tầng trời đấy, đặt các nền đấy, các nền các tầng trời đấy đều là sự khôn sáng, sự tỏ ra của Chúa và sự thông sáng của Chúa và sự khôn ngoan nhìn thấy cái điều mà người khác không nhìn thấy. Nên thậm chí là ngay kể cả khi ma quỷ đấy cũng tăng nó chiếu tướng bạn đấy, thì Đức Trời luôn có giải quyết để gỡ, giải quyết luôn các bạn. Sự khôn ngoan luôn luôn là gọi là hiểu rằng là cái điều gì là sự sống của chúng ta nằm trong tay ai. Hết rồi. Hết bài này rồi. Ok, hết bài này rồi thì chúng ta thế thì sao nhỉ? Bây giờ chúng ta nói nốt nhé. Nếu mà đọc cho đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc ấy, có thấy không? Có thấy không? Anh chị em nhắc lại anh chị em thấy chưa? Sự rủa xả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác, thấy không? Tức là Kinh Thánh luôn nói là sự rủa xả là của ai? Của Đức Chúa Trời nhá, chứ không phải của ma quỷ đâu nhá. Amen chị em. Amen, sự rủa xả của Chúa, từ Chúa. Vì chúng ta biết là sự rủa xả là cái gì mà định nghĩa rồi. Nên là nên khôn ngoan phải hiểu cả điều đấy đấy. Còn người ngu dại học được ô không sự rủa xả của ma quỷ, thế là ngu rồi. Vì Kinh Thánh không nói như vậy. Họ ngu rồi, chính vì ngu nên họ sẽ mắc phải tiếp vì vào bẫy của ma quỷ mà. Bẫy rủa xả không phải của ma quỷ vì nó bị rủa rồi. Nên thành ra cái người mà cứ tưởng rủa xả của ma quỷ thì họ sẽ nằm mãi mãi trong sự rủa xả của ma quỷ luôn. Họ không thoát nổi, họ cứ cầu nguyện giải quát này họ bấp cho nó, cứ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh vỏ dừa gặp vỏ dưa, vỏ mít, rồi vỏ trông luôn, sơi vào hầm trông luôn chứ không phải chỉ là vỏ nữa thôi. Nên chúng ta thấy cả đoạn Kinh Thánh này có thể nói với sự công an nhiều không? Amen, đầy đầy đấy không hoàn đấy. Chúng ta thấy rất hay nhé, đúng không? Tay tay hữu cầm sự trường thọ, thấy không? Tay tả có sự giàu có vinh hiển. Trong sự không hoàn đấy, các nẻo của sự không hoàn là khoái lạc, bình an hết mà. Là cây sự sống cho ai nắm được nó đấy. Đấy cây sự sống của Chúa Giêsu đấy, thấy không? Cây sự sống đấy, sự không hoàn đấy chính cây sự sống luôn đấy. Để cho mình sống luôn đấy. Và sự khôn ngoan là sự sống của linh hồn con, thấy không? Mà chúng ta cần cứu linh hồn mà, nên rất cần sự khôn ngoan, thấy không? Amen. Tuyệt vời chưa? Amen. Rất cần sự khôn ngoan. Khi Chúa dựng lên các tầng trời này, lập trái đất, lập nền trái đất này, và sắp đặt tầng trời này, thì sự khôn ngoan thông sáng là sắp đặt hết các điều đấy, thấy chưa? Nên khi chúng ta hát cái bài mà Chúa cho chúng ta lập tay của Chúa dựng các tầng trời lập nền đất ấy, tầng trời với đất mới đấy, đấy Chúa dùng chúng ta cũng sự khôn ngoan để làm đấy chứ, lập tầng trời lập nền đất vào trong lòng của mình trước, khôn ngoan đấy, lập hết lên. Thì đây có rất nhiều lời hứa về tất cả những sự mà khôn ngoan đấy trong đấy chúng ta, sự khôn ngoan tuyệt vời lắm. Thì người khôn ngoan sẽ hưởng sự vinh hiển, tức là vinh hiển chúng ta hiểu vinh hiển bản chất của Chúa Trời rồi, sẽ hưởng sự vinh hiển. Chúa sẽ tỏ. Chú không chia sẻ sự việc đâu mà chú phản chiếu, chú đổ thì nguy hiểm cho người đấy để người phản chiếu nguy hiểm của chú luôn. Chúng ta chuyển sang bài học nhé. Xin bài tập này, câu hỏi khối 2 này. Thế nào để nhận sự khôn ngoan này? Đấy. Thế nào chìa khóa sự khôn ngoan này? Tại sao tự học lại quan trọng này? Chú sư phát triển trí tuệ ngài ta sao này? Bạn đánh ra những câu hỏi nào trong lĩnh vực nghề nghiệp của bạn này? Đấy, câu hỏi đấy. Chúng ta học, chúng ta vừa nói qua hết rồi đúng không? Sự khôn ngoan nó móc ra câu hỏi đấy. Từ tiếp là gì? Điều gì sự khôn ngoan đó? Sự khôn ngoan cho Chúa Giêsu điều gì đây? Điều đến đẹp lòng Chúa đấy, thấy chưa? Tại sao người ta đến với Thiên Chúa và đời sống họ không thay đổi và đời sống họ không như lời hứa? Vì họ không có sự khôn ngoan mà. Tiếp nào, cái điều quan trọng hơn sự khôn ngoan hay là danh hiệu? Tiếp theo, sự khôn ngoan được ban xa từ lúc sinh hay theo ân điển này? Chúng ta tìm ra 10 đoạn Kinh Thánh, sự khôn ngoan tìm ra trong Kinh Thánh, tìm ra Kinh Thánh ra sự khôn ngoan, sự khôn sáng khác nhau chỗ nào này? Đây này, đấy như sự Perimutus. Đây tôi nhấn mạnh sự khôn sáng nhá, tại vì từ Việt nó không có từ đấy, nó vẫn là khôn ngoan hay là khôn sáng,
dịch ra vẫn nghĩ nghĩa đấy, nhưng mà tiếng Nga đấy, để chúng ta nhớ là cái từ khôn ngoan mà vừa đang nói đấy, nó chỉ là gì ạ? Chỉ là biết điều chú biết và nhìn như chú nhìn, đúng không? Sự khôn sáng đấy là nhìn điều chú nhìn và làm điều chú làm. Thì chú Giêsu là tiếp theo thần khôn sáng này, thần khôn sáng dựa được gì? Thần khôn sáng chính là thần khôn ngoan. Thần khôn ngoan ở đây là nói nhưng mà trong kinh thánh tiếng Nga đấy là thần khôn sáng, người ta nói về thần khôn sáng này. Thế là nguyên tắc Đức Trời, chúng ta biết là nguyên tắc Đức Trời đấy. Rồi bây giờ tiếp theo này, viết CV của bạn theo kinh thánh châm ngôn đoạn 3 câu 13 35. Viết CV là gì anh chị biết không? Anh chị em đi xin việc đấy, anh chị em kết luận về đời sống của anh em đấy, anh chị em lấy đoạn kinh thánh đoạn 3 13 đến 35 mà chúng ta vừa đọc đấy. Thế này. Đấy. Mình viết CV về mình. À, anh chị em đã biết viết CV chưa nhỉ? Anh chị em đi làm ở công ty nào đấy thì có lý lịch đấy, và lý lịch rồi. CV là nó viết cái messy là cái mình gửi đưa cho nó trước để nó nhìn resume. Qua rồi nó với lý lịch đấy, cái lý lịch đấy. Nó có nhận mình hay không? Vâng, họ nhìn đấy họ biết mình ở đâu ra, mình học cái gì, mình có tri thức gì đúng không? Tốt nghiệp trường gì, trường nào, năm nào, học cái gì? Kinh nghiệm của mình, kinh nghiệm gì ở đâu? Bao nhiêu năm? Vâng, chức vụ mình làm cái gì? Đấy họ nhìn đấy họ biết để họ ta quyết định. Đấy thì đây thì mình cũng phải viết ra CV của mình như em ạ, dựa trên đoạn kinh thánh trong ngôn đoạn 3 này, từ câu 13 chúng ta vừa nói đấy, với khôn ngoan đấy, mình dựa trên đấy mình viết CV người ta, được chưa? Được chưa? Đọc não rồi đấy. Viết CV để mình đi, tại vì anh chị em cái câu này hay đấy anh chị em ạ. Câu này câu rất sáng tạo này. Câu này chúng ta phải viết sáng tạo như thể là chúng ta đang xin việc của Chúa Giêsu đấy anh chị em ạ. Alo, chúng ta phải xin việc, tức là chúng ta lên trời vào vũ cả năm đúng không? Thì ok, ta cho ngươi, ngươi muốn làm nghề gì? À, ngươi muốn chức gì? Ta đồng ý thôi, viết CV người ta đi. À, con có biết đâu mà, mình chưa biết rồi, biết làm gì? Chúng ta là cha là con nhau mà, mình chưa nắm chuyện quá, gửi con đi, con là con đâu cháu cha mà. Không cần CV gì hết, không được, ở trên này không có con đâu cháu cha gì hết. Thế là phải viết CV chưa ạ? Thấy không? Viết CV để chứng tỏ là kinh nghiệm gì? Đấy, làm ở đâu? Hay phết đấy. Nếu mà sáng tạo đấy, viết theo cách sáng tạo đấy. Nói kinh nghiệm xấu của mình như thế nào? Hồi xưa ở trong Babylon bị nó đánh đập ra sao? Bị nó hiếp đáp ra sao? Bị nó bóc lột cạo lông ra sao? Đấy, vì ngu, không có sự khôn ngoan. Đấy. Hay sau đó cũng tưởng sự khôn ngoan rồi, cứ tưởng là ô, vì con đã bao nhiêu đời ở trong giáo hội rồi, ô, con tưởng khôn khôn lắm. Hóa ra khôn này khôn hư, khôn này khôn mất dạy, bố láo của Babylon. Khôn kiểu theo con mắt của người đời, ích kỷ. Thế mình biết ra, đấy năm này, đấy, sống theo sự mất dạy. Hiểu anh chị em? CV đấy. CV này là khác với CV của Thế Gian nhá. CV Thế Gian thì họ chỉ nhìn nhìn theo một số cái kiểu mà được lợi thôi. Đó. Còn Chúa thì cần cả cái kinh nghiệm thất bại nữa cơ anh chị em ạ. Cái người mà khôn ngoan ấy họ sẽ nhìn cả kinh nghiệm thất bại của mình nữa. Khi họ đọc CV đấy họ sẽ hiển xem mình có thất bại chỗ nào không anh chị em ạ. Người khôn đấy. Còn cái người mà ngu thì chỉ có tìm thành công thôi. Còn thất bại nó chính là cái thành công, xem cái mức độ thất bại người đấy ở điểm nào, thất bại ở cái công việc nào, khó đấy mà thất bại mà nhìn thấy thì họ bảo là người kinh nghiệm đấy, người này có thể dùng được tiếp. Thế còn người cứ thắng 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 toàn ở cái việc vớ vẩn đấy nhỏ nhỏ thì họ không chưa chắc đã thích hợp với công việc của mình. Thì công việc của mình nên là phải cho cả người mà có thể chịu được cả thất bại, chịu được thử thách. Còn người cứ nói thắng thắng suốt đấy và thắng toàn như chiến thắng bé vặt còn con đấy mà không chịu thua đấy, thì đến khi mà họ vào cái việc để họ thua xong họ không chịu được, họ bỏ việc mất. Nên chúng ta nhìn thấy trong từ 13 đấy, mình đã làm gì? Thời nào đó, năm nào đấy, mình đã đi tìm tiền bạc. Mà Chúa nói rằng là người nào tìm sự khôn ngoan, phước thứ thay mà thà nó hơn là tiền bạc, hoa lợi nó xanh tốt hơn vàng ròng. Thế mà từ năm này con đi tìm tiền này, năm này con đi kho vàng này. Ví dụ như ngày xưa tôi mà, thầy sinh viên ngày xưa đi buôn ma túy, buôn gì không, ma túy mà buôn ngoại tệ, với cả đi buôn vàng đấy, kho vàng đấy. Lấy vàng ra xong thì phân kim ấy, đi phân kim ấy. Đấy, thời gian đấy là như vậy. Xem
Cái tập đoạn kinh thánh là mình tìm CV cho mình. Đấy, cần một sự sáng tạo trong đây. Thôi vậy thôi, chúng ta dừng đây. Bài học này thì đã hơi dài, để chúng ta mở rộng nhiều quá. Bài học này chỉ có 32 phút thôi, nhưng mà chúng ta nói về chắc là 2 tiếng ít thôi. Vậy. Được, ít nhất 2 tiếng. Nào, thôi mời anh chị em cầu nguyện để chúng ta còn cầu nguyện cho em Thủy nữa này. Để em Thủy đang đợi thì cầu nguyện chúc phúc cho em Thủy này. Để từ nãy vào đi vào lại rồi để xem hết chưa để em đây này. Nào, mời em Thủy cầu nguyện kết thúc đi rồi chúng ta cầu nguyện cho em. Em Thủy cầu nguyện được không? Em Thủy cầu nguyện được không? Chị cầu nguyện. Chị Hương cầu nguyện đi. Ô lạy Cha kính yêu, Cha ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Qua bài học ngày hôm nay, chúng con càng nhận biết Cha càng hơn, bởi vì Cha là đấng thông minh, khôn sáng, khôn ngoan. Sự thông sáng từ Ngài ở trong Chúa Giêsu, Cha muốn cho chúng con có được sự thông minh, thông sáng này là bởi vì chúng con Ngài muốn dạy cho chúng con biết yêu lẽ thật, yêu sự khôn ngoan, đó là ở trong Chúa Giêsu có tất cả, để cho chúng con biết phân tích ra yêu từng phần ở trong Chúa Giêsu. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa, trong Chúa Giêsu có rất là nhiều, Ngài là một miếng bánh to để cho chúng con chia ra, phân tích ra từng phần để cho chúng con ăn uống một cách cụ thể trong đời sống của chúng con, để chúng con có sự nhận được sự khôn ngoan, thông sáng, thông hiểu từ Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa. Bởi vì chúng con là con cái của Ngài, Chúa không muốn cho chúng con bị ngu muội, Chúa muốn cho chúng con được phản chiếu sự vinh hiển của Ngài. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa để bước đường của chúng con đi, chúng con được ẩn mình trong cái giai đoạn này để cho chúng con được học hỏi, nhận biết những sự khôn ngoan, thông hiểu mà Ngài muốn cho chúng con, để cho chúng con tỏa sáng Ngài. Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa mỗi ngày đây, Ngài đang dạy dỗ cho chúng con để tất cả những sự dạy dỗ này trở nên phẩm chất của chúng con. Phẩm chất của Chúa là phẩm chất của chúng con. Những cái giá trị từ ở trong vương quốc của Ngài cũng là được thành thịt ở trong đời sống của chúng con. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa. Đó là cái tiêu chuẩn mà Chúa muốn cho chúng con, để mà giờ đây những qua cái bài học này, chúng con cũng phải ngồi lại để qua những lời dạy dỗ của Ngài, chúng con sẽ làm một cái resume để mà cho chúng con nhìn qua cái đời sống của chúng con đã qua, hiện tại và trong tương lai sắp tới, để cho chúng con đến với Ngài, trình diện trước mặt Ngài bằng sự thanh sạch của Ngài, dạy dỗ cho chúng con, để chúng con trình diện Ngài, chúng con bước vào trong vương quốc ngàn năm và cõi đời đời của Ngài. Con cảm tạ ngợi khen Chúa dạy dỗ cho chúng con từ nơi Ngài, để bất cứ một công việc gì chúng con cũng làm trong sự thông hiểu, sự khôn ngoan, sự thông sáng. Chúng con có cái sự tương quan với Ngài để chúng con luôn luôn đi một cách cân bằng. Chúng con nhận được sự khôn ngoan của Ngài. Chúng con cũng học biết những cái kiến thức ở trường lớp nữa. Và chúng con biết chắt lọc ra để mà chúng con đi trong cái sự trật tự của Ngài. Đi trong sự cân bằng của Ngài dạy cho chúng con. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ khen Chúa đang dạy dỗ cho chúng con tất cả cái sự khôn ngoan của Ngài đặt trên sự trong cái nguyên tắc trật tự trong vương quốc của Ngài và giá trị đời đời của Ngài nữa. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa vô vàn. Mỗi ngày đây Chúa càng mở cho tâm trí của chúng con ra, mở để cho chúng con nhận ra được thấy Chúa tuyệt vời cao cả dường bao, để trong Ngài chúng con có cái sự cao rộng, cao sâu để mà cho chúng con càng ngày càng nhận biết Ngài càng hơn. Chúng con để đi theo cái đường lối của Ngài. Chúng con thật là vui mừng khi chúng con được sự dạy dỗ của Ngài như vậy. Chúng con biết trân quý và chúng con biết tận dụng những cái thời gian để mà chúng con triển khai những cái điều mà Chúa dạy dỗ cho chúng con đây trở thành thịt trong đời sống của chúng con. Tri thức mà Chúa muốn cho chúng con ở đây tất cả là từ ở nơi Ngài, thông sáng của Ngài đổ xuống từ thần linh của Ngài, đổ xuống trên cái sự tâm trí của chúng con, trên linh hồn của chúng con, là chúng con biết làm việc với linh hồn của chúng con để mà thân thể của chúng con hành động
và Chúa, chúng con là khí cụ của Ngài để Chúa sử dụng chúng con. Khi tất cả những sự học hỏi của chúng con trở thành thịt của chúng con, thì là chúng con đã là khí cụ của Ngài để mà Ngài sử dụng chúng con vào thời điểm của Ngài muốn. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Tạ ơn Chúa. Cảm ơn chị. Và chúng ta dừng lại để cầu nguyện chén thủy riêng nhé. Dạ. Stop ở đây được không ạ? Vâng.